Ok, lâu lắm rồi Long không xuất hiện. Ủa thầy mới có 1 tuần thầy ơi. Thế à, thế sao thầy lâu đấy? Mới có 1 tuần. Tại vì biết sao không? Tại vì thầy chờ em á, nên là thầy mới thấy lâu quá thầy. Chứ thầy không chờ là thầy sao thầy thấy lâu được. Dạ em vô luôn hả thầy? Vô luôn, cho luôn. Vô luôn đi em. Để thấy cái đồ để tự cái điện thoại này nè. Sáng có ánh sáng. À, dạo này thì thời tiết ở miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là ở miền Nam mình thì dạo này khá là mưa. Nên là Long sẽ hát bài gì đó liên quan tới mưa, chẳng hạn như là Em Gái Mưa. À, vô nha mọi người. À, mưa trôi cả bầu trời nắng, chờ theo những nỗi buồn thấm ướt lệ sầu mi đắng, vì đành mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim cuồn ràng bởi ánh nhìn, tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ mình hợp nhau đến như vậy. Thế nhưng không phải là yêu, mà em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào. Rồi lần người đến vô tình, trách sao được sự tàn nhẫn anh cho vô tình. Thương em như là em gái, đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu ai. Càng xa lánh càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm, đành phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười mím sâu bờ môi, ấm toát dịu dàng vai ai. Em đã bao lần nên giấc, nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho ai. Rồi mẹ đến nguyện thành báo dòng tố đang dần kéo đến, trời non hao hứng đang đợi mưa. Rất giống em ngày xưa, mưa trôi để lại bơ vơ trong giấc mơ buốt lạnh. Hết thầy ơi. Cảm ơn em. Ủa em đang ở phường đội à? Dạ vâng ạ, à, tại vì em đi chống dịch đó, em đi bắt F0 nên là em chưa có về được thầy ạ. Dạ, yeah. Cảm ơn em. Cảm ơn em, bây giờ đến phần của Phát ha. Phát cũng có lý do là Phát phải warm up cái lớp này trước khi mà vào phần trình bày. Xin chào mọi người, thì sau khi mà Đặng Long hát một cái bài nó hơi Em Gái Mưa hơi buồn tí xíu thì mình sẽ làm good boy để hát cho mọi người một bài nghe nó ấm lòng hơn. Nơi này có anh nha mọi người. Bis 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 bis. Ok. Thì tao cũng hơi ngại nên là hát cũng không được hay, nhưng mà mong mọi người cố gắng lắng nghe ha. Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương? Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương? Ngắm em thật lâu, con tim anh yếu mềm đắm say từ phút đó, từng giây trôi yêu thêm. Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan buồn bề nơi anh. Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh. Điếc đôi hàng mi mong manh anh thấm thở, muốn hôn nhẹ mái tóc bờ môi em anh mơ. Cầm tay anh dựa vai anh kề bên anh, nơi này có anh gió man cuộc tình ca, ngàn ánh sao vượt qua nhờ ôm lấy em. Cầm tay anh dựa vai anh kề bên anh, nơi này có anh khép đôi mi thật lâu, miền mái bên cạnh nhau yêu say đắm như ngày đầu. Mùa xuân đến bình yên cho anh những giấc mơ, hạ lưu giữ ngày mưa ngọt ngào nên thơ. Mùa thu lá vàng
rời đông xa, anh nhớ em tình yêu bé nhỏ, xin dành tặng riêng em. À, đó là một khúc sương sương mình warm up mọi người, hy vọng là mọi người không chê. Cảm ơn Phát, hình như lần đầu tiên em bật cam, thầy thấy lần đầu tiên của em hay sao, phải không nhỉ? Dạ đúng rồi, em thường ít bật cam lắm thầy. Đúng rồi, thầy thấy em hơi là lạ ha. Dạ. Nhưng đây là lần đầu tiên hát nó bật cam trước lớp. Rồi, cảm ơn em nghe em nhiều, đó lần đầu tiên mới nhìn thấy em. Rồi, cảm ơn em. Còn bây giờ là đến phần trình bày của nhóm. Ngày trước sau thì cũng phải bật cam lên để cho mọi người biết mình là ai thôi. Thầy nghe em nói không thầy? Rồi, ok. Thầy đã thấy 6 khuôn mặt rồi ạ. Dạ, thì em bắt đầu đây thầy. Rồi. Chào thầy và các bạn đã đến với buổi thuyết trình của nhóm 4 ngày hôm nay về chủ đề đàm phán. Mở đầu thì mời các bạn và thầy xem một video clip nghiêm túc do nhóm mình trình bày. Vâng, mời bạn Thư ạ. Alo Phát ơi, chiều nay tao có một bài chúc chào 15 phút hành vi tổ chức á, mày giúp tao làm đó nha. Tại hôm bữa tao lỡ cúp á nên không có hiểu bài. Mốt mốt tao bao mày một ly trà sữa hen. Giúp thì giúp được á, mà một ly trà sữa thì có đủ không? Hai ly đi tao đi giúp. Ôi là trời, tham lam gì má, bài kiểm tra à mà đòi hỏi dữ vậy. Ừ vậy thì đành thôi vậy. Thôi giúp tao đi. Mấy một ly trà sữa còn một cái chén trộn ha. Thôi cũng được. Chúc được nghe. Ok. Những các bạn vừa thấy thì bạn Phát và bạn Nghĩa vừa trải qua một cuộc đàm phán. Người ta ví cuộc sống như một bàn đàm phán khổng lồ. Chắc ai trong các bạn cũng biết từ đàm phán có nghĩa là gì. Vậy cho mình sẽ ý kiến một bạn. Bạn thấy việc đàm phán sẽ ra ở đâu trong cuộc sống xung quanh bạn? Mình mời bạn Phương Huyền. Mình thấy là ví dụ như là đi chợ mình trả giá ấy. Vâng, cảm ơn bạn. Bạn Huyền đã trả lời chính xác về từ huống đàm phán. Như chúng ta đã hình dung được, cụm từ đàm phán xuất hiện khá là phổ biến. Vậy thì đàm phán có vai trò như thế nào mà chúng ta còn phải sử dụng chúng như thế? Chúng ta đạt được thành công trong đàm phán bằng cách nào? Và đàm phán có bị chi phối bởi các yếu tố khác hay không? Tất cả mọi thắc mắc của các bạn sẽ được giải đáp trong ngày hôm nay. Vai trò đàm phán trong tổ chức. Đầu tiên, cơ bản nhất chúng ta phải biết khái niệm đàm phán là gì. Đàm phán hay gọi cách khác là thương lượng, là quá trình cho có ít nhất hai bên trao đổi và cố gắng đạt được thỏa thuận chung. Nghe như rằng kết quả cuối cùng của cuộc đàm phán có thể là một hợp đồng, một giá trị của một món hàng hay là lời giải đáp cho những thắc mắc của bạn. Nhưng không, kết quả của cuộc đàm phán có thể là một mối quan hệ của hai đối tác với nhau. Bởi vì trong đàm phán hầu hết thống nhuận hết tất cả các tương tác như là đưa ra ý kiến, đưa ra quan điểm, phản bác quan điểm. Nên việc bạn duy trì hành xử có văn minh, có đạo đức cũng quan trọng không kém so với việc bạn đạt được kết quả ngay lập tức. Đàm phán cũng xuất hiện trong những ngày đầu của lịch sử, cụ thể hơn như là việc bắt đầu trao đổi hàng hóa khi đồng tiền chưa xuất hiện, hay là việc các thương nhân buôn bán ở cảng v.v. Vì thế khái niệm đàm phán khá là phổ biến, tùy thuộc vào từng mốc thời gian hay là đặc thù của từng lĩnh vực sẽ có những khái niệm khác nhau. Như Gerald đã từng định nghĩa như sau: đàm phán thông thường tiến hành giữa cá nhân, họ hoặc vì bản thân mình, hoặc thay mặt đoàn thể có tổ chức. Vì thế, có thể coi đàm phán là bộ phận cấu thành của hành vi nhân loại. Lịch sử đàm phán của nhân loại cũng lâu dài như lịch sử văn minh nhân loại. Mặt khác, đàm phán không phải là giữa hai khái niệm hợp tác hay là xung đột, mà chính là sự thống nhất giữa hai mặt mâu thuẫn đó. Nên ta có thể nói rằng, đàm phán vừa là khoa học và vừa là một nghệ thuật. Như Trương Tường đã từng nói, đàm phán là hành vi và quá trình mà người ta muốn điều hòa quan hệ giữa các bên, thỏa mãn
bản nhu cầu của mỗi bên thông qua hiệp thương mà đi đến ý kiến thống nhất. Mục đích của đàm phán đơn giản là giải quyết mâu thuẫn, chia sẻ lợi ích trong quá trình giao độ đó. Tiếp đến là vai trò của đàm phán. Đàm phán không chỉ quan trọng cho cuộc sống mà nó còn đem lại thành công cho tổ chức đó. Vai trò của đàm phán cơ bản gồm 4 ý như sau: tìm ra các giải pháp hiệu quả cho các thắc mắc, mong muốn, giúp hai bên đối phương hòa hợp với nhau, mở ra hướng đi và cho các vấn đề còn tồn tại phức tạp và giải tỏa những mong đợi thắc mắc cá nhân. Khi bắt đầu một cuộc thương thảo, chúng ta cần phải đáp ứng một số điều kiện thì mới được xem đó là một cuộc đàm phán. Quan trọng nhất, phải có ít nhất hai bên tham gia và phải có cùng chung một vấn đề. Ví dụ như hai công ty đang trao đổi với nhau để phân chia lợi nhuận của một hợp đồng hoặc là giải quyết những vấn đề phức tạp, thì hai bên cùng phải nói chung một vấn đề đó thì vấn đề mới được giải quyết. Bên cạnh đó cũng có những các yếu tố ảnh hưởng như là yếu tố cơ sở, mục tiêu, môi trường, kỹ năng và kinh nghiệm của các bên, yếu tố văn hóa xã hội, yếu tố chiến lược là cách lựa chọn và sử dụng chiến lược của mỗi bên để đạt được mục tiêu mong muốn, và các yếu tố khác như là giới tính, tính cách, luật lệ, tất cả sẽ được trình bày ở phần tiếp theo. Để đáp ứng được các yếu tố chiến lược trong điều kiện đàm phán, chúng ta cần lựa chọn chiến lược nào phù hợp và đáp ứng được kết quả chúng ta mong muốn ở cuối cuộc trao đổi. Chúng ta đi đến hai cách tiếp cận trong đàm phán, đó chính là đàm phán chia sẻ và đàm phán tổng thể. Vậy đàm phán chia sẻ là gì? Là các bên tham gia trao nhau chia sẻ một lượng giá trị nhất định và kết quả cuối cùng là thắng, thua. Lợi ích bên này sẽ là tổn thất giá trị của bên còn lại. Mục đích của phương thức này còn có tên gọi khác như là được mất ngang nhau hay là tổng không đổi. Như vậy, để tranh giành lợi ích thì chúng ta phải xác định được chúng ta muốn gì và chúng ta cần phải có lợi nhiều như thế nào. Như các bạn thấy trên slide, đây là khoảng mặt cả. Chúng ta thấy ở hai đầu là hai mục tiêu mong muốn của A và B, ở giữa là hai điểm đối kháng, và đó chính là điểm lợi ích tối thiểu mà mỗi bên có thể chấp nhận được. Nếu bên A đòi hỏi lợi ích vượt qua điểm đối kháng của bên B thì bên B thà chấm dứt thương lượng còn hơn là chấp nhận một kết quả kém thuận lợi. Khoảng giữa là phạm vi thương lượng, đó là những yêu cầu trùng lập hoặc là kết quả cuối cùng mà hai bên cùng đồng ý. Những người đi đàm phán sẽ đưa ra các lý lẽ, quan điểm chứng tỏ rằng mục tiêu của họ là hợp lý, trong khi đó mục tiêu của đối phương là bất hợp lý, để đối phương có thể chấp nhận một kết quả gần nhất với mục tiêu mong muốn của mình. Cuối cùng, để cuộc đàm phán chia sẻ thành công theo mong muốn, bạn cần lưu ý những điều như sau. Khi bắt đầu đàm phán, bạn nên đưa ra lời đề nghị trước. Điều đó thể hiện được quyền lực, áp chế đối thủ và bạn sẽ dễ dàng nắm được tình thế. Thứ hai là bạn không nên tiết lộ thông tin quan trọng nào về tình hình của bạn. Khi đối phương nắm được điểm yếu của bạn thì bạn sẽ rơi vào thế bị động. Từ đó họ đưa ra những phương án kém thuận lợi cho bạn. Đồng thời, thông tin của đối phương rất hữu ích đối với bạn. Dù là nhỏ nhất thì bạn cũng phải nên tận dụng nó và biến nó thành lợi thế cho mình. Một điều cần lưu ý là đừng quá tham lam. Nếu bạn đi quá mục tiêu ban đầu, tham vào quá mức thì bạn sẽ mất trắng. Phần tiếp theo về đàm phán tổng thể sẽ cho bạn Phương Thảo trình bày. Mời bạn Phương Thảo. Cảm ơn Minh Châu. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiến lược đàm phán thứ hai, đó là chiến lược đàm phán tổng thể hay còn gọi là đàm phán tích hợp. Trước hết, nó được định nghĩa là cách thương lượng mà các bên tham gia hợp tác đều đạt được lợi ích tối đa bằng cách hợp nhất các quyền lợi của họ thành một thỏa thuận. Ở trong các cuộc thương lượng tích hợp này thì bạn cần phải biết cách tạo ra giá trị cũng như là đòi hỏi giá trị. Về đặc điểm thì đặc điểm nổi bật nhất của chiến lược này là nó sẽ giúp cho cả hai bên đều thỏa mãn được nhu cầu, mong muốn cũng như là mối quan tâm của họ. Chính vì vậy mà người ta thường sử dụng chiến lược này với mục đích là nhằm xây dựng mối quan hệ lâu dài. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để đạt được thành công trong đàm phán tổng thể? Câu trả lời ở đây chính là các bên đối lập cần phải cởi mở hơn với thông tin tổ chức và thẳng thắn về các mối quan tâm, điều lo ngại và nhu cầu của mình. Đồng thời, họ cũng phải duy trì được sự linh hoạt trong suốt quá trình đàm phán. Sự thỏa hiệp có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của bạn trong việc đàm phán một thỏa thuận mà đôi bên cùng có lợi. Bởi vì nếu bạn hoặc đối thủ của bạn dễ dàng thỏa hiệp thì sẽ không ai cần phải sáng tạo để đi đến một thỏa thuận, và kết quả cuối cùng là cả hai bên đều có thể bị thiệt. Tiếp theo là sự khác nhau giữa đàm phán chia sẻ và đàm phán tổng thể. Như Minh Châu đã định nghĩa thì nếu như đàm phán chia sẻ là cả hai bên cố gắng giành được lợi ích lớn hơn cho mình, thì ở đàm phán tổng thể sẽ mở rộng ra để đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, ở đàm phán chia sẻ, động cơ của nhà đàm phán là thắng thua, tức là kết quả của cuộc đàm phán là tôi thắng thì anh thua hoặc là ngược lại.
Đồng thời, lợi ích của hai bên là đối lập nhau và mức độ chia sẻ thông tin là rất thấp. Tuy nhiên, đối với đàm phán tổng thể thì cả hai bên đều có lợi. Vì vậy, động cơ của nhà đàm phán là thắng thắng và lợi ích là hai bên tương đồng nhau, mức độ chia sẻ thông tin cao hơn so với đàm phán chia sẻ. Vì những đặc điểm trên mà chiến lược đàm phán chia sẻ chỉ có thể dùng với các mối quan hệ ngắn hạn, trong khi đó thì chiến lược đàm phán tổng thể có thể duy trì mối quan hệ dài hạn. Theo các nghiên cứu thì để tối đa hóa khả năng đạt được một thỏa thuận thì quá trình đàm phán cần phải trải qua 5 giai đoạn. Các giai đoạn này được thể hiện cụ thể như sau. Ở giai đoạn 1 là lập kế hoạch và chuẩn bị. Như tất cả chúng ta đã biết thì sự chuẩn bị là vô cùng cần thiết cho sự thành công của một cuộc đàm phán. Quá trình chuẩn bị này bao gồm xác định lợi ích. Thì mục đích của đàm phán là để đạt được những thỏa thuận nhằm thỏa mãn những lợi ích. Nó bao gồm nhu cầu, mong muốn và những mối quan tâm của nhà đàm phán. Vì vậy mà việc xác định rõ mong muốn của mình trước khi đàm phán là một điều vô cùng cần thiết. Thứ hai là xác định các vấn đề. Nhà đàm phán cần xác định được những vấn đề mà họ cố gắng giải quyết trong quá trình thương lượng. Ví dụ như là cuộc đàm phán này được thực hiện để giải quyết vấn đề về giá bán hay là số tiền đặt cọc, vân vân. Xác định các phương án thay thế tốt nhất. Nếu cuộc đàm phán thất bại thì sẽ có các hoạt động thay thế để có thể đáp ứng được nhu cầu của nhà đàm phán. Trong số những lựa chọn này thì nhà đàm phán cần phải lựa chọn ra một phương án tốt nhất để thay thế cho mục tiêu ban đầu của họ. Xác định mục tiêu và điểm giới hạn. Việc đặt mục tiêu trước khi đàm phán giúp các nhà đàm phán có thể đánh giá hiệu quả thương lượng của mình. Còn điểm giới hạn sẽ giúp ngăn họ đồng ý với một thỏa thuận bất lợi. Một điều quan trọng nữa cần phải quan tâm trong giai đoạn này đó là tìm hiểu về đối tác. Có bạn nào biết câu nói nào liên quan đến việc tìm hiểu về đối thủ thì mời các bạn nhắn vào trong bot chat. Mình có nhìn thấy được câu trả lời của Bi là và Nghĩa phát là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thì đúng như là bạn nói thì sự tìm hiểu đối tác được thể hiện rất rõ trong câu nói đó là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Bởi vì bất kỳ sự hiểu biết nào về đối phương đều là rất hữu ích đối với bạn trong quá trình đàm phán. Chúng ta sẽ đi đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn xác định các nguyên tắc cơ bản. Sau khi hoàn thành việc lập kế hoạch và phát triển chiến lược thì nhà đàm phán cần xác định với bên kia về quy tắc và thủ tục cơ bản của cuộc đàm phán. Một số quy tắc và thủ tục quan trọng như là người thực hiện cuộc đàm phán là ai, địa điểm diễn ra cuộc đàm phán là ở đâu, những ràng buộc về thời gian nếu có sẽ được áp dụng như thế nào và nhà đàm phán sẽ thực hiện quy trình nào nếu cuộc đàm phán bị đưa vào bế tắc. Trong giai đoạn này thì các bên cũng sẽ trao đổi về các đề xuất và yêu cầu ban đầu của họ. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn đưa ra quan điểm. Trong giai đoạn này, cả nhà đàm phán và bên kia sẽ giải thích, làm rõ, củng cố và biện minh cho quan điểm hoặc yêu cầu ban đầu của họ. Đối với họ thì đây là cơ hội cho đối phương để làm rõ lập trường của mình và cũng để tìm hiểu thêm về đối phương. Mỗi bên có thể tận dụng cơ hội này để xem xét chiến lược mà họ đã lên kế hoạch để sử dụng trong cuộc đàm phán. Đây có còn là chiến lược tiếp cận phù hợp hay không? Và trong giai đoạn này thì không cần và cũng không nên mang tính chất đối đầu. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn thương lượng và giải quyết vấn đề. Giai đoạn này được xem như là bản chất của quá trình đàm phán bởi vì cả nhà đàm phán và bên kia sẽ sử dụng những chiến lược đàm phán khác nhau để đạt được những mục tiêu đã thiết lập trong giai đoạn chuẩn bị và lập kế hoạch. Nhà đàm phán sẽ sử dụng tất cả thông tin mà mình thu thập được để trình bày lập luận, củng cố lập trường của mình hoặc thậm chí là họ sẵn sàng thay đổi lập trường nếu như lập luận của bên kia là đúng đắn. Ở giai đoạn này thì kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và phản hồi tích cực sẽ phục vụ cho các bên. Cuối cùng là cả hai sẽ đi đến một thỏa thuận. Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn kết thúc và thực thi. Bước cuối cùng của quá trình đàm phán sẽ là chính thức hóa các thỏa thuận của hai bên bằng cách đưa tất cả thông tin vào một định dạng mà cả hai bên đều chấp nhận được. Việc chính thức hóa thỏa thuận này thì có thể được hiểu là mọi thứ. Ví dụ như là những vấn đề nhỏ thì một cái bắt tay cũng được xem như là sự chính thức hóa thỏa thuận. Nhưng mà đối với các cuộc đàm phán lớn như là đàm phán về quản lý lao động hay là về các điều khoản thuê thì cần phải đưa ra các chi tiết cụ thể trong một hợp đồng văn bản chính thức và sẽ được hai bên ký vào. Tiếp theo là về sự khác biệt cá nhân và hiệu quả đàm phán sẽ do bạn Thu Thảo trình bày. Sau khi nghe trình bày về các chiến lược và giai đoạn đàm phán của bạn Phương Thảo, tiếp đến ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt của cá nhân hoạt động như thế nào trên bàn thương lượng. Nhóm mình sẽ đi lựa các yếu tố như sau. Thứ nhất, tính cách đóng một vai trò lớn trong các cuộc đàm phán. Điều này ảnh hưởng đến việc chúng ta nhìn nhận và đưa ra quyết định. Sẽ có ba tính cách chính được tìm hiểu nhiều nhất
dựa vào mô hình Big Five, đó là sự dễ tính, hướng ngoại và tự tin vào năng lực của bản thân. Thứ nhất là tính dễ chịu, họ sẽ có xu hướng hợp tác, tuân thủ theo ý kiến và không thích xảy ra xung đột. Tính cách này được chia thành hai khía cạnh. Thứ nhất là hợp tác và chấp nhận tuân thủ. Ví dụ khi bàn về chủ đề trong nhóm, thành viên dễ tính sẽ luôn nói tôi đồng ý thay vì thuyết phục họ xu theo ý mình. Hai là trở nên khoan dung và cảm thông cho đối phương. Đồng cảm là sự nhìn nhận, cởi mở trước những quan điểm của người khác và hiểu được vấn đề của họ. Và sự nhượng bộ xuất hiện hầu hết trên bàn đàm phán, nhưng nếu trở nên quá dễ bằng lòng sẽ ít tìm ra giải pháp mà cả hai bên cùng có lợi. Chúng ta sẽ đặt tình huống, Hoa là người dễ chịu, cô đang ôn bài cho lần kiểm tra sắp tới. Người bạn cùng phòng với cô là Hồng, đang bật loa rất lớn bên ngoài phòng khách, làm ảnh hưởng đến sự tập trung của Hoa. Hoa ra đề nghị Hồng tắt nhạc, nhưng lại bị thuyết phục bởi lời nói của Hồng. Cô bảo vì mình mới thi xong nên muốn dỡ tỏa áp lực, và Hoa bị thương bạn nên cô không nói gì cả và quay trở lại phòng. Trường hợp này ta thấy Hoa đang gặp bất lợi thay vì cứng rắn thương lượng với Hồng. Vậy nếu đúng như thế, ta thấy rằng người kém đàm phán là người hiền lành nhưng đồng cảm, còn người dễ đàm phán hơn là người có tính cạnh tranh nhưng đồng cảm. Vậy xét về người có tính có mức độ dễ chịu thấp thì sao? Ví dụ nhân viên thực tập tâm huyết dành hơn một ngày để hoàn thành dự án, nhưng quản lý thì họ lại không chấp nhận và thẳng thắn yêu cầu cô chỉnh sửa một số ý. Điều này tuy khiến cô trở nên hụt hẫng, nhưng kết quả mang lại sẽ tốt hơn cho cô. Cô sẽ có được kinh nghiệm và có cơ hội nhìn nhận lỗi sai và sửa chữa sau này. Tính cách thứ hai chúng ta tìm hiểu là hướng ngoại. Với tính cách này sẽ là một ưu thế cho các nhà đàm phán vì sẽ gây ấn tượng cho hầu hết với tất cả mọi người vì năng lượng nhiệt huyết của mình. Nhưng trong một cuộc nghiên cứu vào năm 1998, giáo sư Pushpari và Raymond Freeman đã phát hiện ra rằng những người hướng ngoại sẽ đạt được kết quả thấp hơn trong các cuộc đàm phán mang tính chia sẻ, nơi được cho là cung cấp quá nhiều thông tin quan trọng thì sẽ dẫn đến bất lợi cho họ. Và cuối cùng, một biến số khác biệt của các cá nhân dường như có liên quan tới kết quả cuộc đàm phán là sự tự tin và năng lực của bản thân. Khi có niềm tin mãnh liệt vào khả năng của mình, thì chúng ta sẽ có xu hướng đối phó với tình huống hiệu quả hơn. Thì mình sẽ có một tình huống dành cho các bạn, thì mọi người hãy bình luận ở phía dưới box chat cho mình. A trước đây học chuyên ngành thiết kế đồ họa và cô có kinh nghiệm trong việc thiết kế logo, còn B thì chỉ biết chỉnh sửa đơn giản qua các app điện thoại thôi. Thì hai thành viên đang thảo luận nên dùng phần mềm chỉnh sửa nào để thiết kế logo cho công ty. Và lúc này A có đề xuất dùng phần mềm Photoshop. Thì theo các bạn là đề xuất của A hay B là sẽ được thống nhất? Xin mời các bạn. Các bạn hãy trả lời A hoặc B trong box chat cho mình. Ok, mình thấy đa số các bạn sẽ trả lời là A ha. Thì cho mình hỏi là bạn Thái Thanh, tại sao bạn lại nghĩ rằng đề xuất của A lại được thống nhất ạ? Tại vì mình nghĩ là người A có kinh nghiệm lâu năm trong việc thiết kế nên mà khi đề xuất phần mềm Photoshop theo người A thì sẽ là tốt nhất. Ok, mình cảm ơn bạn và câu trả lời của bạn rất là chính xác ha. Chúng ta có thể thấy là do A có kinh nghiệm nên chắc chắn rằng những lời nói của A sẽ mang tính thuyết phục hơn rất nhiều. Vậy chúng ta biết được rằng tính cách của mỗi cá nhân tuy có ảnh hưởng nhưng chúng ta vẫn nên thay đổi một cách linh hoạt và cư xử khôn khéo, đứng đắn trên bàn thương lượng. Việc kiểm soát chính bản thân là cực kỳ quan trọng và chúng ta có quyền lựa chọn hành động của mình. Và theo những nhà triết học người Thụy Sĩ đã từng nói rằng, có những lúc tôi không giống mình đến mức có thể bị ghép thành một người khác có tính cách hoàn toàn trái ngược. Và tiếp theo nhân tố thứ hai cũng quan trọng không kém là cảm xúc. Cảm xúc có khả năng đóng vai trò tích cực hay tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực có thể gây ra các hành vi mãnh liệt và không hợp lý, gây ra các xung đột và phá vỡ cuộc hiệu quả đàm phán. Nhưng đây có thể là cách để đạt được sự nhượng bộ từ phía đối tác. Mặt khác, cảm xúc tích cực lại tạo điều kiện để đạt được thỏa thuận và tối đa hóa lợi ích giữa hai bên, nhưng cũng có thể là đạt được sự nhượng bộ. Những cảm xúc tâm trạng chính được nghiên cứu nhiều nhất là sự giận dữ, the anger, sự thất vọng, disappointment và sự lo lắng, anxiety như các bạn đã thấy trên slide. Khi thể hiện sự tức giận quá mức trong đàm phán có thể khiến đối tác thay đổi mục tiêu, vì nhà đàm phán giận dữ sẽ hợp tác ít hơn, họ không quan tâm đến mục tiêu của đối phương. Quan trọng rằng ta chỉ nên thể hiện sự tức giận khi vị trí của mình bằng hoặc là cao hơn so với người khác. Có những người giả vờ tức giận để khiến họ sợ hãi và làm điều mình muốn, sẽ được gọi bằng tên thao túng cảm xúc hoặc phẫn nộ để đạt được sự nhượng bộ. Tất nhiên cái chiến thuật này sẽ không hiệu quả trong các cuộc đàm phán. Đó chính là lý do tại sao trên khán đài họ thường la hét những lời lăng mạ hoặc là giơ các biểu ngữ để chọc tức các vận động viên trên sân thi đấu. Điều này sẽ khiến các cầu thủ tức giận, dẫn đến mất bình tĩnh và phân tâm, không còn tập trung để tiếp tục thi đấu nữa. Và trên đàm phán tổng thể, cảm xúc này sẽ mang lại lợi ích cho hai bên vì báo hiệu rằng có điều gì đó không ổn và cần phải giải quyết ngay. Ví dụ, một nhân viên tức giận vì yêu cầu tăng lương bị cấp trên từ chối do hạn chế ngân sách từ công ty.
Nhưng nếu nhà quản lý hỏi động cơ đằng sau yêu cầu của nhân viên, thì lúc này sẽ biết được các thông tin quan trọng. Có thể là cô nhân viên lo lắng về việc trả học phí cho em mình hoặc quy mô về công việc nhiều hơn so với hợp đồng. Vậy cách giải quyết thích hợp là gì? Giải pháp cho việc này có thể là thăng chức hoặc lên kế hoạch hỗ trợ học phí thông qua các tổ chức. Điều này giúp cho ngân sách của bộ phận còn nguyên vẹn và nhân viên cảm thấy được đánh giá cao và được giúp đỡ. Hơn nữa, biểu hiện sự tức giận còn là một cách hiệu quả để thể hiện sự cam kết, chân thành, vì khi đó họ sẽ nghĩ rằng ta là một nhà đàm phán cứng rắn và kiên quyết. Lời nói lúc này sẽ có sự ảnh hưởng và sẽ đạt được sự nhượng bộ. Cuối cùng, cảm xúc tức giận được thể hiện khác nhau phụ thuộc vào các văn hóa các nước. Một cảm xúc khác có liên quan là sự thất vọng. Một nhà đàm phán nhận thấy sự thất vọng từ phía đối tác có xu hướng nhượng bộ hơn, nhưng đây có thể trở thành một con dao hai lưỡi. Vì sau nghiên cứu của giáo sư Gottschalk, ông đã kết luận rằng khi giữa bạn và đối tác có một sự gắn kết, có nghĩa là hai bạn có thể là bạn bè lâu năm hoặc là hàng xóm với nhau. Nếu bạn thể hiện tâm trạng thất vọng với họ, thì họ sẽ ít làm khó bạn hơn. Ngược lại, khi đối phương cảm thấy không có sự liên kết gì cả, thì sự thất vọng lúc này sẽ phản tác dụng. Họ cảm thấy không có nghĩa vụ gì với bạn, nên sẽ đưa ra đề nghị khó khăn hơn rất nhiều. Tâm trạng bất ổn là sự lo lắng, là yếu tố cuối cùng cũng ảnh hưởng không ít. Và nghiên cứu cho thấy các nhà thương lượng trải qua cảm giác lo lắng, bất an, sẽ bị phân tâm và luôn muốn kết thúc cuộc đàm phán càng sớm càng tốt, và dẫn đến kết quả tồi tệ hơn rất nhiều. Ta thấy rằng là việc thể hiện cảm xúc chân thật như yêu ghét buồn vui là một phần tất yếu của cuộc sống. Nhưng khi đặt chân vào các cuộc thương lượng, chúng ta nên có sự chuẩn bị tốt nhất để không bị cảm xúc tác động quá mức, làm hiệu quả cuộc đàm phán trở nên bị cản trở. Và tiếp theo chúng ta sẽ đưa ra các yếu tố khác của các cá nhân ảnh hưởng trên bàn đàm phán. Và bạn Ben có thể bật mí cho mình và các bạn đó là gì không ạ? Cảm ơn bạn Thu Thảo. Thì ngoài tính cách và cảm xúc như bạn Thu Thảo đã trình bày, thì một yếu tố cá nhân khác cũng ảnh hưởng đến đàm phán, đó chính là văn hóa. Thì đầu tiên văn hóa là gì? Thì văn hóa có rất nhiều định nghĩa khác nhau. Nhưng mà theo Lagel và Cộng sự năm 1995, thì văn hóa là đặc điểm riêng của một nhóm xã hội. Nó được chia sẻ với các thành viên, nó là những chuẩn mực, giá trị được chia sẻ với các thành viên trong nhóm đó. Nó là kinh tế, xã hội, chính trị, các tổ chức tôn giáo, những thứ dẫn dắt và điều khiển hành vi của cá nhân. Ví dụ những thứ như ngôn ngữ nè, nghệ thuật nè, văn hóa nè, luật pháp, thậm chí là luật pháp cũng có thể quy vào phạm vi của văn hóa. Vậy thì văn hóa ảnh hưởng như thế nào trong đàm phán? Cái yếu tố của văn hóa ảnh hưởng đến hầu hết các tương tác xã hội, và trong đó nó bao gồm cả đàm phán. Văn hóa sẽ tạo nên sự khác biệt và tạo ra nhiều sắc thái khác nhau trong đàm phán giữa các nền văn hóa với nhau. Ví dụ như sự khác biệt về ngôn ngữ nè, hành vi phi ngôn ngữ, giá trị sống, lối tư duy, logic, vân vân. Như ở hình các bạn thấy ở đây, thì hai người này đến từ hai nền văn hóa khác nhau, có cách chào rất khác nhau. Một bên thì chào bằng cách bắt tay, một bên còn lại thì cúi người để chào. Thì điều này dẫn đến một sự bối rối nhẹ trong lần đầu gặp mặt giữa hai bên. Và để nói về văn hóa trong đàm phán, thì ta có những ý chính như sau. Thứ nhất, những người được cùng nền văn hóa với nhau thì họ sẽ đàm phán với nhau hiệu quả hơn, cho họ có chung những giá trị và chuẩn mực, từ đó dẫn đến những ưu tiên cũng tương đồng với nhau. Ví dụ như một người Việt Nam thì họ sẽ đàm phán hiệu quả hơn với một người Việt Nam khác hơn là với một người Nhật Bản. Rõ ràng là khi hai người Việt đàm phán với nhau thì họ sẽ có chung một ngôn ngữ nè, chung những ưu tiên. Còn đối với khi mà người Việt đàm phán với người Nhật á, thì cái rào cản đầu tiên luôn nó là ngôn ngữ nè, chưa kể đến những khác biệt về lối tư duy như ưu tiên. Thì điều này sẽ dẫn đến cái việc đàm phán giữa hai người thuộc hai nền văn hóa khác nhau sẽ kém hiệu quả hơn. Thứ hai là mỗi nền văn hóa sẽ có những giá trị và chuẩn mực riêng, nên sẽ có thể có sự xung khắc về văn hóa trong đàm phán. Ví dụ người Nhật thì họ coi trọng cái việc nói chuyện ngoài lề trong đàm phán, trong khi người Mỹ thì cái giai đoạn này của họ khá là đơn giản. Do vậy mà việc hiểu được các vấn đề trên cũng như là hiểu được nền tảng văn hóa của đối phương sẽ giúp ta giảm được cái sự bất định trong đàm phán, cũng như là có thể đưa ra những chiến thuật hợp lý hơn. Điều quan trọng ở đây là những nhà đàm phán cần phải có một tâm thế cởi mở để mà có thể cuộc đàm phán sẽ có hiệu quả. Ngoài ra thì ta cũng không nên bị áp lực về mặt thời gian trong cuộc đàm phán đa văn hóa, để mà đôi bên có thể trao đổi, tìm hiểu nhau hơn, hiểu rõ về nhau hơn. Từ đó thì kết quả cũng sẽ được cải thiện. Cuối cùng thì
những người đàm phán cần phải đặc biệt chú ý những thôi thúc về mặt cảm xúc trong đàm phán đa văn hóa. Một nghiên cứu đã chỉ ra sự khác biệt của người Mỹ và người Trung Quốc về cách phản ứng của người Mỹ và người Trung Quốc khi thấy đối phương nổi nóng trên bàn đàm phán. Với người Trung Quốc thì họ sẽ tăng cường việc sử dụng chiến thuật đàm phán chia sẻ, hay nói cách khác là họ sẽ trở nên khó mặc cả hơn. Còn người Mỹ thì ngược lại, họ sẽ có xu hướng trở nên thỏa hiệp hơn hoặc thậm chí là có thể nhượng bộ hơn. Từ đó thì cuộc đàm phán cũng có thể đi vào bế tắc hoặc là kém hiệu quả. Và ta có thể tham khảo mô hình đàm phán giữa cái nền văn hóa của Brett Bachin năm 2000. Thì Brett Bachin nói rằng những người đến từ hai nền văn hóa khác nhau khi bước vào đàm phán thì họ sẽ mang những lối suy nghĩ khác nhau do ảnh hưởng của các giá trị chuẩn mực văn hóa, từ đó dẫn đến những ưu tiên cũng khác nhau. Ví dụ, các nhà đàm phán đến từ cái nền văn hóa mà coi trọng truyền thống, có thể thì họ có thể sẽ hững hờ hơn đối với những sự thay đổi, những sự phát triển mà có nguy cơ làm mất đi những cái giá trị, cái lối sống truyền thống đó. Trong khi thì các người đến từ cái nền văn hóa mà coi trọng sự thay đổi phát triển thì họ có thể sẽ ưu tiên cho những sự thay đổi tiến bộ, miễn là nó giúp cho cuộc sống của họ được cải thiện. Thứ hai, các giá trị chuẩn mực văn hóa cũng có thể ảnh hưởng đến chiến lược của nhà đàm phán. Ví dụ như các nhà đàm phán đến từ cái nền văn hóa mà ưa thích giao tiếp trực tiếp rõ ràng, ví dụ như là Mỹ nè chẳng hạn, thì họ có thể chia sẻ quan điểm của mình bằng cách nêu rõ và đáp lại những ý muốn ưu tiên một cách thẳng thắn, trực tiếp. Trong khi đó thì các nhà đàm phán đến từ cái nền văn hóa có tiêu chuẩn giao tiếp là nói gián tiếp hàm ý, điển hình như là Nhật Bản nè, thì họ có thể chia sẻ quan điểm của mình bằng cách đưa ra những đề xuất và họ sẽ ngụ ý những cái ý muốn của mình trong những cái đề xuất đó theo những sự thay đổi khôn ngoan trong cái đề nghị. Và cuối cùng thì các lý thuyết hiện thời có xu hướng lập luận rằng các nhà đàm phán phải ứng với nhau và tạo nên một phát triển lên một khung hoặc gọi là cách tiếp cận chung cho cuộc đàm phán nếu như muốn đạt được một thỏa thuận. Ví dụ người Nhật và người Mỹ để mà đàm phán với nhau á, thì người Nhật có thể sẽ phải thích ứng với lại đối nói thẳng thắn của người Mỹ, còn người Mỹ sẽ phải thích ứng ngược lại, sẽ phải thích ứng với lại cái lối nói gián tiếp hàm ý của người Nhật. Thì hai bên phải thích nghi với nhau, từ đó là cuộc đàm phán mới có thể đi đến một cái kết quả cuối cùng được. Thì đó là những ảnh hưởng của nền văn hóa đến đàm phán. Vậy thì còn giới tính thì sao? Nó có ảnh hưởng gì đến đàm phán hay không? Thì sau đây bạn Quốc Phát sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi trên. Mời bạn Quốc Phát. Cảm ơn Nhanh Nghĩa. Thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về sự khác biệt về giới tính ha. Thì có một cái định kiến phổ biến cho rằng là người nữ giới sẽ hợp tác và dễ chịu hơn trong các cuộc đàm phán hơn là nam giới. Người ta lý giải rằng thì người nam thường sẽ đặt những giá trị cao hơn về địa vị, quyền lực và sự công nhận, trong khi người nữ giới thì thường là đặt những cái giá trị cao hơn về lòng nhân ái và lòng vị tha. Hơn nữa thì họ còn nói là nữ giới thì thường có xu hướng coi trọng kết quả là mối quan hệ, trong khi nam giới thì thường coi trọng kết quả là lợi ích kinh tế. Nhưng mà trong một số tài liệu thì cho rằng là không phải tất cả các tình huống thì nam giới đều đàm phán tốt hơn. Trên thực tế thì có một số bằng chứng cho thấy là người nữ giới và nam giới thì có một cái kết quả là ngang nhau trong các cuộc đàm phán. Thậm chí là đôi khi thì người nữ giới còn làm tốt hơn người nam nữa. Đến đây thì mình có một câu hỏi nhỏ nhỏ cho mọi người, thì ai có đáp án nào thì chọn câu trả lời vào bot chat ha. Câu hỏi ở đây là ở các nền văn hóa đề cao chủ nghĩa tập thể, các bạn nghĩ xem là nam hay là nữ sẽ thường cho ra kết quả đàm phán tốt hơn? Đánh câu trả lời vào bóc chat nha mọi người. Thì theo mình thấy thì đa phần các bạn chọn là nữ ha. Ok, quả thật thì người nữ giới trong trường hợp này thì có kết quả đàm phán tốt hơn. Cụ thể là trong một nghiên cứu của Sam và Cộng sự năm 2019 thì có nói rằng là ở các nền văn hóa có chủ nghĩa cá nhân thấp individualism và chủ nghĩa tập thể cao collectivism thì ít có thói quen quyết đoán và có sự hòa hợp cao, phụ nữ thường làm tốt hơn nam giới trong các cuộc đàm phán khi mà ở trường hợp đó. Bên cạnh đó thì có những yếu tố nó có xu hướng làm giảm sự khác biệt về giới, đó là những cái yếu tố mà làm tăng khả năng dự đoán của các cuộc đàm phán. Thì cụ thể như sau, ví dụ như khi mà phạm vi hòa giải của đàm phán được xác định rõ ràng, nam nữ bình đẳng hơn về kết quả khi mà đàm phán. Thứ hai,
khi mà có thêm các nhà đàm phán có kinh nghiệm trong bàn, nam giới và nữ giới cũng gần như là tương đương nhau. Thứ ba, khi mà các tình huống trở nên mơ hồ hơn, các điều khoản không rõ ràng và các nhà đàm phán ít kinh nghiệm hơn, lúc đó thì các định kiến về giới có thể tác động mạnh mẽ hơn, thì cái việc đó nó sẽ dẫn đến cái sự chênh lệch kết quả giữa hai giới lớn hơn. Do vậy là cái việc mà đảm bảo cuộc đàm phán được thiết kế tập trung vào các điều khoản được xác định rõ ràng và liên quan đến công việc thì nó cũng góp phần làm giảm sự khác biệt về giới. Điều này thì cũng rõ ràng là giúp tập trung hơn trong các cuộc đàm phán khi mà nó cải thiện cái hiệu quả của tổ chức. Nhìn chung thì có khá nhiều nghiên cứu ủng hộ cái lập luận cho rằng là có sự khác biệt về giới trong đàm phán do những đặc tính riêng biệt giữa hai giới. Tuy nhiên thì sự khác biệt đó nó sẽ kiểu dao động dựa trên những cái nhân tố ảnh hưởng khác như là tình huống, nền văn hóa hay là môi trường làm việc. Có khi người nam giới sẽ đạt kết quả cao hơn trong một số trường hợp, cũng có khi là người nữ giới đạt kết quả cao hơn ở một số trường hợp khác, và đôi khi là kết quả là ngang nhau giữa hai giới luôn. Ok, trước khi tiếp tục thì mình ôm lại một tí ha. Vừa rồi thì chúng ta vừa tìm hiểu qua bốn nhân tố chính để tạo nên sự khác biệt về cá nhân, về hiệu quả đàm phán. Thứ nhất là đặc điểm tính cách như tính dễ chịu, hướng ngoại hay là tự tin và năng lực của bản thân thì cũng là ba trong số năm điểm của mô hình Big Five. Thứ hai là trạng thái hay là cảm xúc, bao gồm sự tức giận, sự thất vọng, sự lo lắng. Thứ ba là văn hóa trong đàm phán. Và nhân tố cuối cùng là sự khác biệt về giới tính. Ok, thì chúng ta vừa nghiếu qua những khái niệm và tìm hiểu về các điểm lý thuyết xoay quanh đàm phán. Tuy nhiên là sẽ thế nào khi mà ta đặt chúng vào một bối cảnh xã hội? Khi ấy thì có những cái khía cạnh nào mà ta cần chú ý, quan tâm hay không? Thì câu trả lời của mình là có ha. Khía cạnh đầu tiên á, mà mình muốn trình bày cho các bạn đó là danh tiếng. Thì danh tiếng nôm na là cách mà mọi người nghĩ hay là nói về người đó, tạo cho đối phương một sự tin tưởng. Vậy cái mà ta muốn ở đây chính là gì? Chính là xây dựng niềm tin, đúng không nào? Thì cái cách mà để mà mọi người xây dựng niềm tin một cách hiệu quả nhất là mọi người nên cư xử một cách trung thực thông qua những cái tương tác được lặp đi lặp lại. Đặc điểm của một người đàm phán mà giúp tăng cường danh tiếng cho người đó là một cái sự kết hợp. Mình nhấn mạnh ở đây là sự kết hợp giữa năng lực và sự trung thực. Ha. Một ví dụ dễ hiểu ha. Trong một cuộc đàm phán nè, nếu như mà cái người đối tác mang lại cho ta một cái cảm giác tin tưởng, người đó tự tin và có những cái lập luận sắc bén khi mà trao đổi, thì ta thường có xu hướng sẽ cho rằng là những cái lời đề nghị từ cái phía người đó nó đều đã được cân nhắc kỹ và sẽ có lợi cho hai bên khi mà đàm phán ra. Từ đó thì ta sẽ dễ dàng đồng ý chấp nhận những cái thỏa thuận hơn khi mà đàm phán kết thúc. Tiếp theo thì cái khía cạnh tiếp theo mà mọi người cần quan tâm khi mà đàm phán trong bối cảnh xã hội đó là các mối quan hệ. Thì trong bối cảnh xã hội như bây giờ thì các cá nhân không chỉ chăm chăm đến lợi ích từ phía mình, mà thay vào đó là họ bắt đầu suy nghĩ về những thứ tốt nhất cho bên kia và cả sự tồn tại lâu dài của mối quan hệ đó nữa. Ví dụ như là người mà ta cần thương lượng là một người bạn thân thiết của mình chẳng hạn, thì ta thường sẽ dễ có xu hướng là nghĩ nhiều hơn về lợi ích của người bạn đó, nhiều hơn khi mà thỏa thuận, cân nhắc những cái phương án đầu ra. Hơn nữa khi mà đàm phán, ta sẽ luôn có một cái tiêu chí để cân nhắc thêm, đó là những cái lời đề nghị từ phía mình liệu có gây mất lòng cho người bạn đó hay không. Nói một cách khác là bạn sẽ phải luôn cân nhắc thêm việc là phải duy trì một cái mối quan hệ lâu dài với cái người mà bạn đang thương lượng, trong khi là bạn đang đàm phán về lợi ích của công ty nữa. Thì tóm lại là gì? Khi mà được đặt trong bối cảnh xã hội á, thì một nhà đàm phán tốt sẽ cần phải suy nghĩ nhiều hơn về khía cạnh là chỉ nhắm vào kết quả của những tương tác đơn lẻ. Các nhà đàm phán phải luôn hành động theo một cách là thể hiện năng lực của mình, sự trung thực và liêm chính ra bên ngoài, thường thì sẽ có kết quả tốt về lâu dài về các cuộc đàm phán cũng như là mối quan hệ. Sau khi mà tìm hiểu nãy giờ thì không biết có bạn nào thắc mắc là chẳng hạn như khi mà đàm phán mà ta không thống nhất được và xảy ra mâu thuẫn thì khi ấy ta cần làm thế nào? Anh Thư ơi, Thư có thể giải đáp trước Pháp và các bạn không? Theo mình thì lúc này chúng sẽ nhờ đến bên thứ ba, một bên khách quan để giúp mình giải quyết vấn đề. Và tiếp theo mình sẽ nói đến phần thương lượng có bên thứ ba. Thì trong một cuộc đàm phán trực tiếp, không phải lúc nào cả hai bên cũng có thể thống nhất đi đến quyết định cuối cùng, mà đôi lúc sẽ gặp những xung đột, khó khăn. Lúc này họ sẽ dùng đến bên thứ ba để giải quyết vấn đề này. Bên thứ ba thường có các vai trò cơ bản như người hòa giải, mediator, trọng tài viên, arbitrator và hòa giải viên, conciliator. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói đến người hòa giải, mediator. Đây là một bên thứ ba trung lập và họ sẽ sử dụng các lý lẽ để thuyết phục, đề xuất các phương án để tạo điều kiện cho các giải pháp thương lượng. Vậy, lúc nào chúng ta sẽ sử dụng người hòa giải? Người hòa giải có hiệu quả nhất khi xung đột giữa hai bên ở mức độ vừa phải. Bên cạnh đó, ý kiến của người hòa giải rất quan trọng và nó cần trung lập và không mang tính ép buộc. Người hòa giải được sử dụng rộng rãi ở trong các cuộc đàm phán quản lý lao động,
hoặc trong các cuộc tranh chấp tại tòa án dân sự. Ví dụ, khi liên đoàn lao động và các công ty cùng thương lượng cho bản hợp đồng lao động, lúc này liên đoàn lao động sẽ muốn những điều có lợi cho người lao động. Còn các công ty thì luôn muốn những điều tốt nhất cho công ty mình. Thì cả hai sẽ gặp khó khăn trong vấn đề thương lượng. Và lúc này người hòa giải thường sẽ được thuê để hỗ trợ, đề xuất các giải pháp cho các vấn đề như kỳ nghỉ, tỷ lệ tăng lương tối thiểu, một cách trung lập nhất mà cả hai bên đều có lợi. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến hòa giải viên conciliator. Nghe đến đây, ắt hẳn các bạn sẽ thắc mắc, không biết hòa giải viên có khác gì so với người hòa giải mediator vừa đề cập hay không? Thì hai người này tương đối khá giống nhau, nhưng hòa giải viên conciliator được xem như là người cung cấp thông tin liên hệ không chính thức của cả hai người đàm phán. Hòa giải viên sẽ tìm hiểu thực tế, giải thích thông tin, thuyết phục cả hai tiếp tục thương lượng để đi đến một thỏa thuận tốt nhất. Bạn có thể hiểu đơn giản, mediator có quyền gợi ý những giải pháp, còn conciliator thì không. Ví dụ, cả hai công ty đàm phán với nhau, tranh chấp xảy ra và cả hai không thể đi đến thương lượng cuối cùng. Lúc này, hòa giải viên, conciliator sẽ là bên thứ ba, là người liên lạc giữa hai bên. Hòa giải viên sẽ thuyết phục cả hai hòa hoãn lại để cùng nhau thương lượng và đưa ra một thỏa thuận cuối cùng. Tiếp đến, đó chính là trọng tài viên. Thì trọng tài viên là người có thẩm quyền đưa ra quyết định trong một cuộc thương lượng. Trọng tài viên có thể xuất hiện theo hai cách, là tự nguyện khi các nhà đàm phán gặp vấn đề, thì lúc này họ sẽ nhờ đến bên thứ ba và họ lựa chọn trọng tài viên, hoặc là xuất hiện theo cách bắt buộc, theo quy định của hợp đồng hay theo luật. Thì trong hợp đồng sẽ nêu rõ khi gặp trục trặc hoặc nhờ đến bên thứ ba thì buộc phải sử dụng trọng tài viên. Và quyền lực của trọng tài có thể thay đổi tùy theo quy tắc mà các nhà đàm phán đề ra, đó là được phép đưa ra giải pháp khác hay chỉ được chọn trong các giải pháp để đề ra trước đó. Có một tình huống như sau là trong một vụ tai nạn xe hơi, cả hai người liên quan đều muốn cùng nhau thương lượng để đưa ra số tiền bồi thường hợp lý nhất. Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề xảy ra nên họ không thể thống nhất ý kiến. Lúc này họ sẽ quyết định thuê trọng tài viên để xác định số tiền bồi thường cho các thiệt hại đã xảy ra. Và khi đã sử dụng trọng tài viên, hai người họ đã đồng ý để trọng tài đưa ra và thực hiện theo quyết định cuối cùng của trọng tài. Ngoài ra, chúng ta còn có chuyên gia tư vấn consultants. Các bạn có thể tìm hiểu ở các tài liệu đọc thêm trên mạng. Và trước khi kết thúc, thì tụi mình có một đoạn video clip nhỏ nói về vấn đề đàm phán để giúp các bạn hiểu rõ hơn về bài thuyết trình này và giúp các bạn vượt qua được rào cản ngôn ngữ thì tụi mình đã bị xúp lại. Tuy nhiên, vẫn còn một chút sai sót và năng lực có hạn nên mọi người thông cảm. Các bạn xem clip. Jack, it's not possible. Not probable. Where's Elizabeth? She's safe, just like I promised. She's all set to marry Norrington, just like she promised. And you get to die for her, just like you promised. So we're all men of our word, really. Except for Elizabeth, who is, in fact, a woman. Shut up! You're next! You don't want to be doing that, mate. No, I really think I do. Your funeral. Why don't I want to be doing it? Oh, because the HMS Dauntless, pride of the Royal Navy, is floating just offshore, waiting for you. Hear me out, mate. You order your men to row out to the Dauntless. They do what they do best. Robert's your uncle, Fanny's your aunt. There you are with two ships. The makings of your very own fleet. Of course, you'll take the Grandis as your flagship, and who's to argue? But of the Pearl. Name me, Captain. I'll sail under your colors. I'll give you 10% of me plunder. And you get to introduce yourself as Commodore Barbosa. Savvy? I suppose in exchange you wanted me not to kill the whelp. No. It's all by all means. Kill the whelp. Just not yet. Wait to lift the curse until the opportune moment.
for instance, after you've killed Norrington's men, every last one. You've been planning this from the beginning. Ever since you learned my name. Yeah. I want 50% of your plunder. 15. 40. 25. I'll buy that. A really big one. Commodore. We have an accord. All hands to the boats. Apologies. You get the orders. Gents, take a walk. Và video clip sẽ kết thúc phần thuyết trình của nhóm mình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn và thầy đã theo dõi lắng nghe. Và tiếp theo để ôn lại kiến thức thì tụi mình sẽ có một phần game Kahoot. Mời bạn Nghĩa. À, mọi người nhập mã để vào Kahoot nha mọi người. Mình sẽ chờ khoảng 3 phút cho mọi người vào ha. Wow, bạn bi vô nhanh dữ. Đúng rồi mọi người, mình có phần thưởng ở phía sau cho top 3 nha. Trời, ai tên là tay dữ vậy trời. À, nhóm của Phát có tạo cái đường link cho các bạn đặt câu hỏi không hả Phát? Dạ, đường link gì thầy? Vậy là các nhóm chưa đặt câu hỏi cho nhóm em đúng không? Dạ đúng rồi, các nhóm chưa đặt. Ok, bây giờ xong là mới đặt. Chúng ta vào cái trò chơi Kahoot để tận dụng thời gian ha. Dạ. Nhóm của bạn Pháp sẽ cho các bạn thời gian khoảng 5 phút để vào Kahoot. Đồng thời trong 5 phút đó, mỗi nhóm sẽ đặt một câu hỏi và có một cái nhận xét về bài trình bày của bạn Pháp. Chúng ta vui lòng đánh vào tay mốc bên tay phải nhá. 10:05 hãy bắt đầu nghe Pháp. Dạ ok ạ. Đây, trong 5 phút đó thì yêu cầu mỗi một nhóm chúng ta đặt một câu hỏi và một lời nhận xét về bài trình bày của nhóm bạn Phát. Rồi, cảm ơn các bạn. Tụi mình được 13 người rồi mọi người tranh thủ vào nhé. À, mọi người đừng quên trong 5 phút này thì nếu như mà mọi người có nhận xét gì về bài thuyết trình của tụi mình hoặc là có câu hỏi gì dành cho nội dung thuyết trình của tụi mình ngày hôm nay về đàm phán á, thì mọi người nhắn vào bot chat ha. Đến 10:05 thì tụi mình sẽ chốt lại số lượng câu hỏi cũng như là mình sẽ bắt đầu chơi game luôn.
Ok, chúng ta được 14 bạn rồi. Mới được một nửa à, mọi người ơi. À, mình xin nhắn lại với lại mọi người là nếu như mà mọi người có câu hỏi hoặc là bất kỳ nhận xét gì cho nhóm mình thì mọi người cứ comment vào bot chat ha. Wow, mình được 19 người tham gia ca hút rồi mọi người ơi. Ôi sao mình cười xong bay luôn 4 bạn vậy mọi người. Bốn bạn mới ao ơi, mọi người vô lại đi, mình hứa không cười nữa. Đừng ao nữa mọi người ơi. À, mình sẽ nhắc lại là bây giờ tới 10:06 rồi. Thôi tụi mình bắt đầu trò chơi luôn ha mọi người. Ok, bắt đầu luôn đi nghỉ. Chủ đề đàm phán trong tổ chức nha. Mình sẽ đọc câu hỏi và các bạn trả lời trong vòng số lượng thời gian quy định ha. Câu hỏi đầu tiên, bạn cần làm gì để đạt được thành công trong đàm phán tổng thể? Mọi người nhớ là đàm phán tổng thể nha. Năm giây cuối cùng. Wow, chúng ta có 10 câu trả lời chính xác. Rồi còn ba bạn kia tại sao trả lời sai vậy ta? Ok. Next đi Nghĩa. Chúng ta có bạn Phương Huỳnh. Phương Huỳnh đứng hạng nhất. Trong đàm phán, người có xu hướng hợp tác và không muốn mâu thuẫn xảy ra là người có tính cách như thế nào? Hợp tác và không muốn mâu thuẫn xảy ra nha mọi người. Mọi người nhớ lại trong 3 trong 5 tính cách của Big Five. Ok, có 8 bạn trả lời chính xác. Đó là tính cách dễ chịu. Next. Ok, bạn Nguyên Ngọc đã bay lên vị trí thứ 2 và bạn Phương Nguyên vẫn nằm ở vị trí thứ nhất nha mọi người.
double points. Trong trường hợp nào sau đây, trường hợp bên đàm phán dễ? Dạ sorry, mọi người tự đọc câu hỏi đi. Ba giây cuối cùng, chúc một points nha mọi người. Wow, có 11 bạn trả lời chính xác và có một bạn không may mắn đã nhấn lộn vào đáp án thứ nhất. Bạn Ngân đã đá bạn Ngọc bay lên vị trí thứ hai và bạn Phương Huyền vẫn ở vị trí thứ nhất. Đặc điểm của một người đàm phán giúp tăng cường danh tiếng cho người đó là sự kết hợp giữa... Sự kết hợp giữa gì vậy mọi người ơi? Ồ, ở câu trả lời này thì chỉ có 3 bạn chọn đáp án chính xác thôi. Bạn Nguyên Ngọc lại bay lên vị trí thứ 2 và đá bạn Ngân xuống vị trí thứ 3 rồi. Bạn Phương Huyền vẫn đứng ở vị trí thứ nhất. Câu hỏi trả lời true false. Người ta cho rằng là các nhà đàm phán hướng ngoại thường có xu hướng thực hiện tốt hơn những người hướng nội. Đúng hay sai? Câu này chắc mọi người trả lời nhanh lắm nha. Dĩ nhiên rồi. Oh, wow. Câu này cũng làm mọi người khá là phân vân. Bạn Phương Nguyên vẫn ở vị trí thứ nhất và bạn Nguyên Ngọc đã bay lên vị trí thứ hai. Bên thứ ba thường gồm những người có vai trò gì trong thương lượng? Bên thứ ba đó mọi người, phần cuối nha. Ai không nhớ là tôi giận lắm. Wow, ở đây thì không có ai trả lời sai hết. Quá mừng. Trên cái scoreboard thì không có gì thay đổi hết. Hay, câu hỏi khá là căng go ha. Giai đoạn nào được xem là cơ hội để nhà đàm phán làm rõ lập trường của mình? Trong 5 giai đoạn của một cuộc đàm phán thì giai đoạn nào mọi người nhớ là làm rõ lập trường của nhà đàm phán nè? Ồ, có 9 bạn trả lời chính xác. 4 bạn kia thì chắc là trả lời lộn thôi, chứ mình nghĩ là các bạn cũng sẽ trả lời đúng thôi. Bản tổng số vẫn như cũ. Lại một câu trả lời true false. Ý kiến của người hòa giải mediator thường luôn mang tính bắt buộc. Đúng hay sai? Ồ, đa số các bạn chọn đúng ha. Bạn Bi đã bay lên vị trí thứ 3 và bạn Thanh cũng suýt sao bay lên vị trí thứ 2, ở thứ 4. Giai đoạn nào được xem là bản chất của quá trình đàm phán? Bản chất của quá trình đàm phán nha mọi người. Hai giây cuối cùng. Ok, có 10 câu trả lời chính xác. Bạn Phương Huyền vẫn ở vị trí thứ nhất và bạn Tiên Buồn Ngủ đã bất ngờ bay lên vị trí thứ 5 mặc dù rất buồn ngủ. Câu hỏi thứ 10, triple points. Đâu là một định kiến phổ biến về sự khác biệt giữa hai giới trong đàm phán? Câu này nguy hiểm, mọi người chú ý cẩn thận đọc. Rất là ghê đó mọi người. Sai một ly là đi luôn 10 điểm nha. Hai ly cuối cùng. Ok, thì có 5 bạn trả lời chính xác. Có 6 bạn trả lời sai. Chọn 3 phương án trên là kỳ cục rồi.
Ồ, bạn Ngân và bạn Thanh đã bay lên vị trí thứ 3 và thứ 4, bạn Bi đã bị đá xuống vị trí thứ 5 rồi. Câu hỏi cuối cùng mọi người cố gắng giành giật điểm nha mọi người, tại vì nó cũng không có điểm lắm. Ok, mọi người nhớ trả lời thật lòng là đánh giá mức độ đẹp trai của thầy. Thiệt lòng nha, không có chơi giả dối nha. Sao mọi người phân vân vậy trời? Câu này là mình thấy là mọi người đánh giá thật lòng thôi, mọi người không có cần dài dòng. Wow, cái này thì có tới 14 câu trả lời chính xác. Và chúng ta sẽ đến với kết quả cuối cùng. Ai on podium đây mọi người? Xếp ở vị trí thứ 3 là bạn Thanh. Vị trí thứ 2 là bạn Nguyên Ngọc. Và bạn Phương Huỳnh đã ở vị trí thứ nhất. Chúc mừng ba bạn đã on top. Và xếp lần lượt ở vị trí thứ 4 và thứ 5 là bạn Ngân và bạn Bi. Phần ca hốt của chúng mình đến đây là hết. Mình xin nhắc lại là nếu như mà bạn nào có bất kỳ những nhận xét về bài thuyết trình hay là những câu hỏi về nội dung thuyết trình thì cứ cho bọn mình biết ở phần bóc chat bên dưới ha. Ok, cảm ơn mọi người. Phần ca hốt của tụi mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn phần trình bày của nhóm số 4. Cả 6 thành viên chúng ta đều tham gia vào bài trình bày này. Thầy cũng chưa biết là vì lý do nhóm trình bày hay quá hay là chúng ta ngủ gật trong quá trình trình bày mà không thấy một câu hỏi nào cả về phần nội dung của nhóm số 4 trình bày nhỉ? Cho hỏi em có hỏi nha thầy. Thầy có nhận xét không ạ? Đây có Phương Huyền đúng không? Dạ đúng rồi. Có duy nhất một câu hỏi của có nhóm 5 nữa. Huyền có phải nhóm 5 không em? Em nhóm 2 thầy ạ. Vậy là có nhóm 2 và nhóm 5. Vậy còn nhóm 1, nhóm 3 thì sao nhỉ? Ok. Bây giờ tạm thời có hai câu hỏi đến nhóm Phát. Dạ. Nhóm Phát sẽ trả lời trước. Tất nhiên là phần nhận xét của các bạn đối với phần trình bày của chúng ta là rất ấn tượng. Slide làm rất là đẹp. Và thầy cũng hơi tò mò không biết là cái phần mà slide nó vừa chạy chữ mà đoạn clip nó vừa chạy, không biết mình có kỹ thuật gì á, có thể chia sẻ cái này, các bạn là thầy của thầy á. Dạ, nói một cách đơn giản thì bạn Anh Thư đã dành ra một đêm để nghiên cứu thầy. Mấy ngày mấy đêm để nghiên cứu làm phần script, là tụi em làm script thẳng vào trong video luôn chứ không có phải là làm trên slide á thầy. Cái này là video clip à? Dạ đúng rồi, tất cả đều là video clip tụi em chuẩn bị trước. Không, ý thầy bảo là cái slide nó chạy chữ cũng là đoạn clip luôn ấy hả? Dạ không, phần slide là phần slide, còn phần clip là tụi em để vào slide. Nhưng mà làm sao nó chạy đồng thời cả hai cái được, tức là chữ nó chạy mà clip nó cũng chạy luôn hả anh Thư? Cái clip cuối hả thầy? Là tụi em chèn clip vô slide á thầy. Chèn clip nhưng mà làm sao để hai cái nó chạy đồng thời? Thông thường thì em phải kích cái clip, có kích clip thì cái slide nó tưởng nó bị chi tiêu. Cái chữ trên clip là tụi em edit video á thầy. Không, cái đoạn đó thì thầy hiểu là kỹ thuật, tất nhiên là bọn em phải rất là khá mới làm được cái đó. Nhưng mà thầy hỏi là cái trình bày slide á, đang mình trình bày slide mà clip nó cũng chạy, tức là có một đoạn clip bên cùng một, trong cùng một slide á, mà clip nó cũng chạy mà chữ cũng chạy á. Có phải nó mấy cái tình huống không thầy? Không, liên quan đến hình cái cô gái đó mà em nhìn thấy về mặt cảm xúc lúc mà dễ chịu khó chịu. Cái tình huống. Phần ấy trình bày là của Thu Thảo cho đấy. Cái đó đoạn mấy cái slide mà sự tức giận đồ có hình ảnh đó hả thầy? Đúng rồi, nhưng mà nó không phải là hình mà nó là clip, tức là cái đoạn clip. Là một cái đoạn clip mà tụi em chèn vào bên Canva á thầy, thì lúc mà chuyển qua thì nó sẽ tự động chạy cho mình luôn. Ở trong Canva hả? Chứ còn bình thường PowerPoint thì thầy nghĩ là không làm được cái đó hay sao á?
Dạ theo em làm bao hôm trước thì kiểu mình phải nhấn vào cái clip thì nó mới bắt đầu chạy. Em không biết là có cái cách nào là kiểu mình mới vào nhấn slide thì nó chạy luôn hay không. Cái đó thì trong Canva thì nó cho phép chạy cái đó hả? Tôi thấy hay thật. Chữ nó vừa chạy. Dạ. Không phải là chữ trong cái đoạn clip nha, mà chữ ở trên cái slide á. Dạ. Còn cái đoạn cuối cùng là cướp biển thì thầy biết là các bạn cũng rất là công phu. Và chỉ có điều thế này ạ, tại vì các bạn cho hai dòng chữ nó chạy cùng một lúc á, tức là vừa là hội thoại trong đoạn clip, vừa là kết luận liên quan đến tình huống này, cho nên là thầy nghĩ là người ta sẽ thu hút nhiều vào cái dòng tiếp ở bên trên hơn, tức là giao tiếp của hai tên trong cái đoạn cướp biển đó. Đáng ra là chúng ta dừng lại cái phần kết luận đó, nó thành một cái đoạn giống như là đứng luôn cái chữ của cướp biển, không có nói nữa mà chỉ có cái phần kết luận không á. Hoặc là dừng lại đấy một chút xíu thì người ta mới xem cái phần mình chú dẫn ở bên dưới nha. Yeah. Liên quan đến 6 đặc điểm, mình vừa cho chạy cái trên cái dưới thì thường người ta đang đọc xem cái đoạn giao tiếp của thằng cướp biển như thế nào, chứ ít khi người ta xem cái kết luận của ông Pháp như thế nào ở dưới. Mặc dù mình rất là công phu mà lấy được cái đoạn clip mà thấy là nó rất là phù hợp với cái bài trình bày của mình về liên quan đến đàm phán á. Đoạn clip rất là hay, chắc là ai đó cũng phải là rất là nghiền cái phim này đúng không? Mình trích được cái đoạn như vậy ha. Nó phù hợp và một số cái đặc điểm, một số cái bước của đàm phán chúng ta thấy là nó xuất hiện trong cái này. Bây giờ các bạn rất là giỏi trong cái phần mà tìm đoạn clip phù hợp à, các bạn dựng phim rất là hay. Nói chung là nhóm này làm cái phần file là rất là hài lòng. Và bây giờ chúng ta có thể trả lời câu hỏi của các bạn đặt ra trước ạ. À, thầy nói là có 3 bạn đạt điểm cao hút đúng không? Dạ. Thứ nhất là bạn Phương Huyền. Thanh Huyền đúng không? Dạ Phương Huyền á thầy. À Phương Huyền đúng rồi, Phương Huyền chứ hay Phương Huyền? Dạ bạn Phương Huyền nhưng mà bạn thích đặt là Phương Huyền đó thầy. Phương Huyền hả? Ok, tí nữa thầy cộng điểm cho bạn Huỳnh mà không tìm Huỳnh lại bỏ qua. Phương Huyền. Rồi, Thanh thì không trùng với ai rồi. Với cả một bạn nữa là bạn Nguyên. Một bạn nữa là Nguyên gì ta? Xem nào. Dạ Nguyên Ngọc ạ. Nguyên Ngọc đúng không? Ok. Rồi, bây giờ nhóm trả lời câu hỏi của nhóm số 2 với nhóm số 5 trước đi ạ. Thì mình sẽ đại diện cho nhóm 4 sẽ trả lời câu hỏi của bạn Huyền, đó là tại sao những nhà đàm phán hướng ngoại sẽ đạt được ít mục tiêu hơn trong cái cuộc đàm phán mang tính chia sẻ. Thì các bạn biết là cái cuộc đàm phán mang tính chia sẻ có nghĩa là một bên thắng, một bên thua, một bên sẽ đạt được mục đích còn một bên sẽ ngược lại. Thì nếu mà chúng ta cung cấp và tiết lộ quá là nhiều thông tin của mình thì vô tình là sẽ dẫn đến bên kia sẽ bóc tách được những cái thông tin quan trọng của chúng ta, và việc này sẽ chúng ta cái bất lợi thì sẽ là do chúng ta, còn họ sẽ biết tận dụng những cái thông tin đó để cho cái cuộc đàm phán họ sẽ giật lại cái phần thắng của bên họ. Giải thích cho việc này là đa số là những nhà đàm phán hướng ngoại họ nghĩ rằng là khi mà chúng ta càng giao tiếp nhiều hơn, chúng ta càng tương tác với họ nhiều hơn thì việc này bản thân họ sẽ trở nên cạnh tranh hơn, nhưng điều này là chỉ là sự bổ sung cho cái việc cho cái mục đích của đàm phán đó, và nó sẽ khiến cho cái mục đích của cái cuộc thương lượng đó nó sẽ đi quá xa so với mục tiêu ban đầu đó. Thế mình đó là vậy, không biết là bạn có hài lòng với câu trả lời của mình không? Cái hướng ngoại ở đây là đề cập tới, tức là cái người hướng ngoại ở đây là người hướng ngoại ở trong cái cuộc đàm phán, hay là cái người hướng ngoại, người có tính cách hướng ngoại vốn dĩ, giống như kiểu là một người có tính cách hướng nội và một người có tính cách hướng ngoại cùng ở trong một cuộc đàm phán. Thì Thảo nói là cái hướng ngoại của cái người đó là chia sẻ nhiều thông tin và nói về những nhiều điều mình biết cho bên kia đúng không? Đúng rồi, trong cái cuộc đàm phán đó nếu mà một nhà đàm phán có một tính cách quá hướng ngoại và nói quá nhiều thì nó cũng sẽ gây đến bất lợi cho họ. Thật ra là điều mình quan tâm đây là mình nghĩ là nếu như mà một người mà
mình cũng thắc mắc tại sao một người hướng ngoại, kiểu như là người ta hướng ngoại thì người ta sẽ nói nhiều, người ta sẽ kiểu như là người ta sẽ cởi mở, thì tại sao người ta lại không đạt được mục đích nhỉ? Thế mình là nếu mà trong cuộc đàm phán đó người hướng ngoại họ sẽ, nếu mà họ muốn nói nhiều để thể hiện mình rằng mình là một người cạnh tranh, hoặc là mình là một người hoạt ngôn, thì vô tình đó họ sẽ nói ra những cái thông tin mà nó quan trọng đối với họ so với đối tác, thì cái đối phương đó thì họ sẽ nắm thóp được cái thông tin quan trọng của mình. Và đôi khi là người hướng ngoại họ cũng sẽ có thành công trong cuộc đàm phán, nhưng mà mình chỉ nói một phần nào đó, là nếu mà chúng ta không có điều hòa được cái cảm xúc cũng như là không có điều hòa được cái tính cách của mình, thì đôi khi là nó cũng sẽ mang đến bất lợi cho mình. Không biết là bạn đã hiểu chưa? Cảm ơn câu trả lời của Thảo nha. Và câu trả lời câu hỏi tiếp theo xin mời bạn Phương Thảo. Tiếp theo là mình xin trả lời câu hỏi của nhóm 5, là nhóm bạn có hỏi là trong công việc thì mức lương là một vấn đề không kém phần quan trọng, vậy thì mình còn phải làm gì để nhân viên còn phải làm nên đàm phán như thế nào để được tăng lương? Thì theo mình thì nếu mà bạn cảm thấy là những đóng góp, những cống hiến của bạn đối với công ty là lớn hơn so với thù lao mà bạn được trả, thì mình sẽ nên đàm phán để nhận được một mức lương thích hợp. Trước hết thì mình còn phải nghiên cứu là xem là mức thu nhập trung bình của cái vị trí mà bạn làm thì có phù hợp với cái mức lương mà bạn đang nhận được hay không, liệu nó có bị thấp hơn hay không. Và khi đàm phán với sếp thì bạn nên không nên quá vội để đề cập đến việc tăng lương, mà nên trình bày những cái thành tích mà bạn đạt được cũng như là cái vai trò và những giá trị mà bạn có thể mang lại cho công ty để người ta xem xét lại, đánh giá lại. Và bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc một cách thích hợp, bởi vì là như Thu Thảo đã trình bày thì sự tức giận thì chỉ nên sử dụng trong các cuộc đàm phán nào mà bạn có ngang hàng hoặc là cao hơn, vị trí cao hơn so với đối phương. Thì trong những cuộc đàm phán này thì mình nên kiểm soát cảm xúc và luôn giữ thái độ chuyên nghiệp thì sẽ được đánh giá cao. Không biết là nhóm bạn có đồng ý với, nhóm bạn còn thắc mắc gì nữa không ạ? Mình cũng xin bổ sung thêm một vài ý ở cái phần đưa lương này á, thì đơn giản là ngoài cái việc những cái yếu tố mà Thảo vừa đưa ra, thì mình nghĩ là bạn cũng nên là cho cái nhà tuyển dụng hoặc là cái người mà bạn, người sếp của bạn mà bạn muốn đưa lương á, cho thấy là ok, mình xứng đáng với mức lương đó và những cái giá trị mà mình mang lại cho công ty nó xứng đáng với lại cái mức lương đó. Một cái nữa là một cái quan trọng khi mà mình làm việc mà anh chị, khi mà mình làm việc chung á, thì anh chị có nói là quan trọng là không hẳn là em có kiến thức như thế nào hay là em tài giỏi tới mức nào, nhưng mà quan trọng là cái thái độ của em. Có nghĩa là mình nghĩ cái thái độ nó rất là quan trọng khi mà bạn làm việc á. Nếu như mà bạn có một cái thái độ cầu tiến và mang lại cho người ta một cái cảm giác tin tưởng, như là mình đã nói trong đàm phán trong bối cảnh xã hội á, thì khi mà đối phương người ta cảm giác là ok, mình có thể tin tưởng người này và người này sẽ đi tiếp tục lâu dài với công ty, thì cái người sếp đó chắc chắn sẽ cân nhắc thêm những cái yếu tố mà có lợi cho bên bạn. Như là mình đã nói á, nếu như mà bạn tạo một cái mối quan hệ hoặc là cái sự tin tưởng, bạn tạo ra một cái danh tiếng cho bản thân mình. Cái danh tiếng ở đây không phải là cái độ nổi tiếng hay là cái gì hết, nhưng mà là chính yếu ở đây là một cái sự tin tưởng á. Thì khi mà bạn thể hiện một cái thái độ như vậy thì mình nghĩ là khi đó thì sẽ đi luôn một cách tốt hơn thôi. Thì không biết là phần câu trả lời của tụi mình có làm hài lòng nhóm không ha. Ok, cảm ơn nhóm 5. Alo, còn nhóm nào có câu hỏi dành cho nhóm số 4 không ạ? Có câu hỏi của nhóm 3. Ok, tiếp tục ạ. Tiếp đến thì mình xin trả lời câu hỏi của nhóm 3 là khi cả hai gặp khó xử thì nên làm gì để đạt được lợi ích tốt nhất. Thì theo mình,
lúc này thì bạn nên nhờ đến bên thứ ba. Như mình đã trình bày thì bên thứ ba sẽ là một bên trung lập và có thể đưa ra ý kiến khách quan cho cả hai. Và tùy theo mục đích và tình huống của cuộc đàm phán thì bạn nên lựa chọn hòa giải viên, trọng tài viên hay là người hòa giải cho thích hợp. Nếu mà cuộc đàm phán không có xung đột quá nhiều thì bạn nên chọn người hòa giải để đạt được hiệu quả tốt nhất. Và nếu xung đột quá cao và bắt buộc phải đưa ra một ý kiến cuối cùng thì nên chọn trọng tài viên. Đó là câu trả lời của nhóm mình. Biết bạn có đồng ý không ạ? Không biết là nhóm ba có còn thắc mắc hay là có những gì muốn trao đổi không? À, nếu vậy thì mình nhóm ba đã đồng ý câu trả lời thì mình tiếp tục trả lời câu hỏi của nhóm 1. Thì mình xin trả lời câu hỏi của nhóm 1 ha. Thì nhóm 1 có hỏi là nếu mà đàm phán thất bại thì chúng ta nên làm gì? Có nên đàm phán lại hay không? Thì mình nghĩ là nếu mà đàm phán thất bại thì chúng ta nên xem xét lại cái lý do thất bại của đàm phán đó, xem có thể khắc phục được nó hay không, hoặc là có thể chấp nhận được những cái đòi hỏi của đối phương hay không. Ngoài ra thì có thể xem xét cuộc đàm phán đó có quan trọng hay không, xem xét cái mức quan trọng của nó, xem mà nó có đáng để mà ta tiến hành đàm phán lại hay không. Ví dụ như nếu cuộc đàm phán nó sẽ tạo ra mối quan hệ cho ta, giúp cho công ty, tổ chức sẽ phát triển về sau, thì mình nghĩ là nếu như hai bên đều cảm thấy cái việc này là cần thiết thì hoàn toàn có thể tiến hành đàm phán lại. Mình xin bổ sung câu trả lời nữa là nó cũng liên quan một xíu đến cái khoảng mặt cả hồi nãy mình đã chia sẻ trong đàm phán chia sẻ. Đúng rồi. Thì nếu như mà khi mà đàm phán thất bại cũng có thể là tùy trường hợp nhiều lý do, nhưng mà nếu như nó rơi vào trường hợp bên A vượt quá điểm đối kháng, có nghĩa là lợi ích tối thiểu của bên B, thì tốt nhất là chúng ta không nên đàm phán lại. Bởi vì nếu như bên B đàm phán lại mà chấp nhận thì cũng chỉ là một cái kết quả kém thuận lợi. Còn nếu như nó sẽ rơi vào trường hợp trong khoảng phạm vi thương lượng thì chúng ta có thể trao đổi và đàm phán lại để đi có một cái kết quả tốt hơn. Không biết nhóm một có đồng ý không ạ? Mình xin cảm ơn. Thầy có câu hỏi gì cho nhóm em không ạ? Thầy nói chung là nhìn rất là hài lòng với nội dung bài trình bày của nhóm của Pháp. Nhóm của Pháp cũng thiết kế những câu hỏi rất là trọng tâm. Cho thầy hỏi một câu hỏi rất là nhỏ thôi ạ. Ta có hai loại xung đột và chiến lược đàm phán nó cũng khác nhau và kết cục tất nhiên là cũng khác nhau ạ. Trong câu hỏi của nhóm thì có một câu hỏi cuối cùng ạ, thầy cũng rất là ấn tượng với phần trình bày của nhóm. Cho thầy hỏi là về mặt kiến thức ạ, khi chúng ta đưa nhan sắc của một người trở thành một câu hỏi hoặc là chủ đề bính phẩm thì xung đột nó có thể dẫn tới là xung đột loại nào và hướng giải quyết ra làm sao theo quan điểm của nhóm? Máy của Phát đứng luôn rồi Phát ơi. Alo, thầy có nghe em nói không ạ? Nghe được rồi thầy Phát. Dạ. Cái phần câu hỏi thứ hai em bị lắc á, thầy nói lại giùm em cái khúc thứ hai á thầy. Trong câu hỏi của Phát ấy có một câu hỏi liên quan đến bạn có nhận xét gì về nhan sắc của một người gì đó, thì theo em thì câu hỏi nhan sắc thường dẫn tới xung đột loại nào và hướng giải quyết ra làm sao? Dạ thì theo vừa học thì em nghĩ là xung đột phi chức năng, bởi vì nó liên quan đến những cái vấn đề về cá nhân và nó thường là body shaming hoặc là cái gì đó liên quan đến nhan sắc, thì em nghĩ là nó hơi tiêu cực, nó không có ý đóng góp cho lắm.
Tại sao mình biết tiêu cực mà mình vẫn đưa một câu hỏi cao hút của nhóm? Em nói là đôi khi nó tiêu cực nhưng mà thì đôi khi nó cũng có tích cực đó thầy. Ý là 8 phần tiêu cực thì nó cũng có 2 phần tích cực, thì đôi khi người ta cũng không có ý gì hết, người ta chỉ muốn là một cái gì đó nó tích cực thì nó cũng sẽ rơi vào 20% còn lại. Nếu bây giờ tổng điểm là 10 đi ạ, nếu có 8 điểm tích cực thì mình được 8, còn nếu có 2 điểm tích cực thì mình được 2. Thì em chọn 8 điểm hay 2 điểm? Tại vì em đã chọn một cái lĩnh vực nó rất là thú vị nhưng mà nó có nhiều rủi ro. Nhóm của em có phải cái style là chấp nhận rủi ro không? Dạ thì có lẽ là hơi chấp nhận rủi ro một tí xíu, nhưng mà tụi em cũng nằm ở một mức độ thôi thầy, có nghĩa là thế á. Tụi em cũng làm giảm cái sự tiêu cực đó bằng cách đưa ra cái câu trả lời chính xác rồi thầy. Rồi. Người thiết kế câu hỏi là rất là rủi ro, nhưng người thiết kế câu trả lời là rất có tâm, phải không? Dạ, đó là đắp vô cái 2 điểm tiêu cực đó thầy. Là 4 câu trả lời. Người thiết kế câu trả lời á, là người có tâm và người đã có tầm nữa, phải không ạ? Các câu trả lời đã không khiến cho cái câu hỏi nó trở nên tiêu cực hơn, và nó có thể gỡ lại chút xíu. Cái nào trả lời cái nào thì cũng là không đúng hết á, nhưng mà nó lại gỡ được cái câu hỏi, đúng không? Câu nào cũng đúng chứ thầy. Có thể câu nào cũng không đúng, nhưng dù sao nó có thể mang lại một không khí dễ chịu hơn. Phải không? Chúng ta có 2 loại xung đột là xung đột chức năng và phi chức năng. Và với cái bài trình bày của nhóm thì chúng ta biết những cái chiến lược để xử lý. Và có một câu hỏi cũng khá là hay của bạn này, như là của Phương Nguyên, liên quan đến một cái loại loại cách xử lý là đàm phán tích hợp với cả phân bổ đấy ạ. Thầy cũng rất là muốn nhóm có thể nhìn nhận đánh giá, trong thực tế thì người ta chủ yếu là sử dụng cái hình thức là đàm phán chia sẻ hay là đàm phán tích hợp các em, trong thực tế cuộc sống nhé. Theo các em tìm hiểu thì người ta thường sử dụng là đàm phán chia sẻ hay đàm phán tích hợp? Dạ, em xin trả lời là đàm phán tích hợp. Bởi vì em thấy xu hướng ngày nay, nếu như mà chúng ta đi làm ăn đó, thì chúng ta cần nhất là cái quan hệ hơn là một cái hợp đồng ngay lập tức hay là một cái lợi nhuận ngay lập tức. Nếu như mà em nghĩ là cái suy nghĩ mà có kết quả ngay lập tức thì nó hơi thiển cận, bởi vì nó không có giá trị lâu dài. Còn nếu như mà sử dụng đàm phán tích hợp thì chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ lâu dài, thì chúng ta sẽ có nhiều hơn như thế trong cái dài hạn hơn là việc có liền một cái hợp đồng hay là một cái lợi nhuận ngay lập tức. Chúng ta thấy thương lượng chia sẻ và thương lượng tích hợp nó rất là khác nhau ở cái phần kết quả đó. Giống như một cái bánh mà chúng ta chia ra, tôi phần lớn thì bạn phần nhỏ, đó là thương lượng chia sẻ. Còn thương lượng tích hợp là sau khi đàm phán thì chúng ta sẽ khiến cái bánh nó to lên và có thể cái bánh nó sẽ thỏa mãn được nhu cầu của cả đôi bên. Thực tế thì nó không phải là thương lượng tích hợp đâu ạ. Trong cuộc sống này bạn sẽ thấy hầu hết là thương lượng chia sẻ. Và chính trong phần trình bày của nhóm cũng có cái phần tại sao người ta lại thích đàm phán chia sẻ hay là thương lượng chia sẻ. Bởi vì thực tế con người của chúng ta không quá cởi mở để chúng ta chia sẻ những thông tin gọi là bí mật kinh doanh của mình. Chúng ta đều mong muốn giữ cái lợi thế của mình trong đàm phán. Do đó hầu hết các cuộc thương lượng hay đàm phán nó là thương lượng chia sẻ. Ví dụ như các bạn đi mua một căn nhà đi ạ, chẳng có mấy người tự nhiên lại nói ra là căn nhà của tôi có những vấn đề tì vết như thế này. Chúng ta đều muốn ngôi nhà của chúng ta lên hình nó phải thật là lung linh, khách vào phải nhìn thấy những bối cảnh tốt nhất. Chúng ta lờ đi những cái thông tin mà chúng ta cho rằng nó tiêu cực. Ví dụ như là bạn cần bán gấp ngôi nhà này vì lý do là ông hàng xóm ông rất là khó chịu, ông ấy nuôi thú cưng. Nhưng cái ngày mà khách hàng tới thì bạn cố gắng hẹn cái giờ mà ông ấy dắt thú cưng đi dạo phố rồi chẳng hạn, để không nghe thấy tiếng chó sủa hay là mèo kêu hoặc là mùi hôi gì đó. Chúng ta sẽ che giấu đi những cái đó. Để làm gì ạ? Để ngôi nhà chúng ta đã bán được giá hơn. Nhưng nếu như chúng ta chia sẻ thông tin thì có rủi ro không? Có. Nhưng mà thật là tuyệt vời nếu như người mua nhà của chúng ta là những người làm sao ở trong hội, những người yêu động vật chẳng hạn. Thật là tuyệt vời. Họ biết được rằng kế nhà người ta cũng có một người rất là yêu động vật như mình. Nhưng mà chúng ta không dám mạo hiểm điều đó. Hầu hết trong cuộc sống này các bạn biết đó, là thương lượng chia sẻ không ạ?
ai cũng biết thương lượng tích hợp là tốt nhất, nhưng nó phải có niềm tin. Niềm tin. Câu chuyện của thế giới di động khi thuê mặt bằng thì các bạn, đó là gì ạ? Đó là thương lượng chia sẻ, làm gì có tích hợp. Ông được lợi thì tôi thiệt, cho nên là gì ạ? Sử dụng con cá lớn nuốt con cá bé. Áp lực của người có địa vị hoặc là có tài chính, họ sẽ khiến cho người khác phải tuân phục theo cái quy định mà luật chơi mà họ đưa ra. Làm gì có chuyện mà người đi thuê nhà mà lại đưa ra cái luật chơi cho người thuê nhà. Từ trước đến nay chúng ta hầu hết là chúng ta giữ bí mật hoặc là chúng ta sử dụng những cái kinh nghiệm hay kiến thức của mình để tác động người khác. Ít khi nào mà chúng ta dám chia sẻ thông tin một cách đầy đủ trong cuộc đàm phán ấy. Bởi vì chia sẻ có nghĩa là chúng ta phải rất là gần gũi, thân thiện. Những người nào mình có thể bộc lộ bản thân mình đó, phải có một môi trường rất là an toàn, chúng ta mới dám thể hiện mình là ai. Chẳng hạn như là bạn có dám tâm sự với cô bạn gái mới quen rằng anh có một số cái nhược điểm như thế này. Ví dụ như anh ngủ thì tiếng kêu phát ra rất là lớn, đúng không? Rồi anh không dọn dẹp việc nhà đâu. Mặc dù anh ăn mặc rất là sạch sẽ này, nhưng mà việc nhà hay là quần áo của anh là anh không bao giờ anh làm hết á. Bạn có dám nói điều đó không? Chúng ta chỉ nói điều đó khi chúng ta đã là vợ là chồng của nhau thôi ạ. Có nghĩa là gần như là người ta không quay đầu được, không quay xe được nữa rồi. Lúc đó chúng ta mới bộc lộ bản thân mình ra. Còn khi mà chúng ta đưa ra những hình ảnh của mình khi đi tìm hiểu, nó đẹp long lanh luôn. Làm gì có nhược điểm, làm gì có tì vết. Mọi tì vết chúng ta thường che giấu. Chúng ta chỉ bộc lộ với những người rất là thân với chúng ta rồi. Ví dụ như cha mẹ của chúng ta. Chúng ta ăn mặc rồi, chúng ta nói chuyện rất là thoải mái. Chúng ta phải có một cái môi trường rất là tự do. Chúng ta mới dám bộc lộ cái thương lượng hay đàm phán. Đàm phán tích hợp. Ví dụ như các bạn đi mua một ngôi nhà cũng vậy. Chủ nhà người ta sẽ nói cái ngôi nhà này làm sao ạ? Rất là tốt, rất là tuyệt vời. Giá còn đang mong muốn là 3 tỷ đi ạ. Bạn chỉ có 2 tỷ 8 thôi. Và rõ ràng là bạn cũng muốn mua với cái giá thấp nhất có thể. Bạn cũng bảo là em rất là muốn mua nhà, bây giờ muốn tự lập. Em cũng có thể vay ngân hàng, nhưng vấn đề là phải có tài sản cơ. Mà em chỉ có 2 tỷ 8 thôi, không có tài sản thì làm sao mà có thể vay được ngân hàng thêm để mà mua. Em cũng muốn mua cái nhà này khoảng 2 tỷ 9 lắm. Nhưng mà vì em chỉ có 2 tỷ 8 thôi, cho nên là em cảm thấy rất là lo lắng vì mình có thể không mua được ngôi nhà ưng ý. Cái người mà đưa ngôi nhà lên cái giá 3 tỷ, thực ra là ông ấy thấy là bán được 2 tỷ 9 đã là may mắn rồi. Bởi vì ngân hàng đang có thể là đưa ra những cái văn bản để siết nợ ngôi nhà này. Và khi họ siết nợ thì ngôi nhà này mà bán trên thị trường gấp gáp như vậy chắc không được 2 tỷ 9 đâu. Nhưng mà hai người đến đàm phán cái giá mua nhà, rõ ràng là một ông thì muốn 2 tỷ 8, một ông là muốn 3 tỷ, rất khó có thể thương lượng với nhau. Và nếu như ngôi nhà này cứ nhất định phải bán từ 2 tỷ 9 đến 3 tỷ, thì cái ông mua nhà có 2 tỷ 8 sẽ thất bại. Và nếu họ thất bại thì ngôi nhà này không bán được, ông có thể cũng bị hóa giá, bị siết ngôi nhà này. Chắc lúc đó chỉ bán được 2 tỷ 6 thôi. Nhưng mà cả hai đều bí mật thông tin với nhau. Nếu như câu chuyện là họ muốn tiếp cận cái thương lượng gì ạ? Thương lượng tích hợp. Thì ông này sẽ nói với người mua nhà là ngôi nhà này của tôi đang làm sao ạ? Đang thế chấp ngân hàng và tôi sẵn lòng giảm giá cho bạn nếu như bạn đồng ý mua cái giá 2 tỷ 9. Thì cái người mua nhà cũng sướng rơn vì mình nghĩ là mua nhà này không mua được. Nếu mua 2 tỷ 9 thì anh có đồng ý cho tôi là tôi sẽ thiếu lại anh 100 triệu đồng. Nếu đến khi ra sổ xong á, tôi đi dùng cái chính cái căn nhà này tôi thế chấp, tôi sẽ vay người ta 1 tỷ và tôi lấy đó 100 triệu ra để trả nợ cho anh. Tức là tôi sẽ mua được ngôi nhà này với giá 2 tỷ 9 nhưng tiền mặt tôi chỉ có 2 tỷ 8, còn 100 triệu tôi sẽ dùng chính sổ này để tôi đi vay. Trong trường hợp mà hai bên không tin cậy thì bên mua sẽ không mua được, bởi vì không có người bán nào lại đồng ý khi ra sổ mới trả tiền, vậy nó rủi ro lắm. Khi đã xem tang đây rồi thì tôi đòi anh kiểu gì? Vậy chúng ta phải minh bạch thông tin với nhau là tôi cũng bán cho anh với cái giá tốt bởi vì ngân hàng đang chuẩn bị siết nợ và khi siết nợ thì tôi rất là khó bán nhá. Thì người mua và người bán có dám cởi mở thông tin như vậy để có cái thương lượng tích hợp hay không? Thường rất khó. Cho nên cái ông bán nhà sẽ mặc định là tôi phải bán từ 2 tỷ 9 trở lên. Còn người mua nhà thì muốn mua từ 2 tỷ 9 trở lại. Và rất có thể hai người này sẽ không gặp nhau được đâu. Bởi vì họ làm sao? Họ sẽ giữ những bí mật với nhau. Nếu như bạn là người mua nhà, bạn chấp nhận mua cái giá cao hơn một chút nhưng mà người ta cho bạn làm sao ạ? Nợ đến khi nào ra sổ, bạn thế chấp bằng ngân hàng, bạn mới trả nợ. Thì chúng ta đã dùng được đòn bẩy tài chính của ngân hàng rồi. Còn nếu chúng ta cứ muốn giá thấp thì không bao giờ chúng ta có thể nợ được hết. Người ta cứ yêu cầu là phải 2 tỷ 9 hoặc 2 tỷ 850 nhưng mà phải trả tiền mặt, thế là chúng ta có 2 tỷ 8 thì chúng ta không mua được.
Cho nên thương lượng chia sẻ thường diễn ra trong cuộc sống này, bởi mỗi người làm sao ạ, đều rất là ngại cái việc chia sẻ thật thông tin của mình ra. Một công ty đi vay vốn ngân hàng đi ạ, rõ ràng là những thông tin họ xô ra là thông tin làm ăn rất là tích cực, đúng không? Không có vấn đề gì, rủi ro gì cả. Một công ty phát hành chứng khoán cũng vậy, họ sẽ minh bạch những thông tin nào mà thấy có lợi cho mình. Còn việc của chúng ta là những người mua, chúng ta phải tìm hiểu, và với kiến thức, với thời gian, với nguồn lực có bao nhiêu thì chúng ta tìm hiểu được góc nào hay góc nó thôi ạ, chứ không bao giờ có thể tất cả được. Vậy thì đàm phán trong cuộc sống này các bạn ạ, hầu hết là đàm phán chia sẻ hay là thương lượng chia sẻ mà thôi. Và trong cái phần trình bày của nhóm á, nó có cái khu vực này, phần này là phần trình bày của Châu này, nó liên quan đến cái khu vực mà thỏa thuận có thể xảy ra. Đó là cái điểm tới hạn của A. Giống như là chúng ta đi mua một chiếc xe hơi, chúng ta chỉ có 500 triệu thôi. Người bán xe hơi thì muốn bán cái xe này với giá 550 triệu. Nhưng thực ra nếu có khách nào mà trả từ 480 triệu trở lên, anh ta cũng có thể chốt. Vậy thì cái khoảng mà người mua có thể chấp nhận là từ 480 cho đến 500, và người bán cũng chấp nhận trong khoảng đó. Vậy thì mọi cái thỏa thuận trong khoảng từ 480 đến 500 đều có thể được hai bên đồng ý ký hợp đồng. Nếu ở giá 480 thì người mua sẽ là người cảm thấy có lợi thế nhất, đúng không? Bởi vì mình tiết kiệm được tiền. Nhưng mà nếu mua ở giá 500, cả người mua người bán đều ok, nhưng người bán sẽ có cái lợi thế ha, lợi thế hơn, tức là lợi ích hơn. Vậy thì phạm vi thỏa thuận. Trong cuộc sống này, chúng ta muốn thành công trong cái đàm phán, chúng ta cũng phải xác định được cái khu vực mà thỏa thuận có thể diễn ra. Khu vực. Người Việt Nam mà già néo đứt dây, ví dụ như là người ta tính bán cho chúng ta là 2 tỷ 8 rồi, nhưng nhất định chúng ta trả giá chỉ có 2 tỷ 7 90 thôi ạ. Thế thì cái ngưỡng là 10 triệu nữa. Trong lòng của họ nghĩ là 2 tỷ 8, đúng 2 tỷ 8 là tôi sẽ chốt. Nhưng mình cứ trả mãi và đến chỉ được 2 tỷ 8 90 chẳng hạn. Thì điều gì xảy ra? Đó là đàm phán sẽ không thành công. Chúng ta phải xác định được phạm vi thỏa thuận. Mà là câu chuyện kể cả chúng ta theo đuổi một cô gái nào đi, ví dụ bạn Phát, bạn để theo đuổi Phát có người yêu trong lớp này không Phát, để thầy nói cho nó thoải mái. Dạ có không ạ? Không có ha. Dạ rồi. Phát theo đuổi một cô gái và Phát đã mua quà tặng hoa, nói chung là theo đuổi cô này cũng phải được khá lâu rồi ạ, và chuẩn bị đến cái ngày lễ quan trọng của phụ nữ là ngày 8 tháng 3. Phát tính là sẽ mua một bó hoa thật là lớn và nói một điều quan trọng là em có thích anh không. Và thời gian Phát theo đuổi cũng được cỡ khoảng gần 3 tháng rồi đó. Phải đến cái hôm 8 tháng 3 là chắc cũng phải cỡ được khoảng 80 mấy ngày rồi, khoảng trên 80 ngày rồi. Trên 80 ngày. Và trên 80 ngày rồi mà chưa có nói lời nào hết á, và cô ấy cũng có phát đi một số tín hiệu thấy thuận lợi, thế là Phát quyết định mùng 8 tháng 3 tặng hoa và sẽ nói em có thích anh không. Nhưng mà xui cho Phát là tối hôm qua cô gái cũng nhận thấy một số tín hiệu của Phát. Cô ấy nghĩ là chắc ngày mai sẽ có quà và sẽ nói điều gì đó. Thế là cô ấy tham khảo ông bố của mình. Ông bố thì tình trường đầy mình, kinh nghiệm đầy mình, cho nên ông ấy nói với con gái như thế này ạ. Mình là phận nữ, cho nên nếu con gật đầu nhanh quá thì người ta sẽ đánh giá gia đình mình và đánh giá là con là hơi dễ dãi. Cho nên là con phải tìm cái thời điểm phù hợp mới gật đầu nhé. Không phải cứ thấy con trai nó mở lời là mình gật đầu ngay, như vậy là xuống giá đó con. Thì con mới hỏi cha là kinh nghiệm của cha thì bao lâu anh ấy theo đuổi con thì con gật đầu là có giá hả cha? Thì cha bảo là tích lũy kinh nghiệm 20 năm theo đuổi của ba thì cỡ khoảng 90 ngày con ạ. Con gật đầu cái rụp là ok, là vừa đủ thời gian. Chàng trai cảm thấy mình cũng là một người có gì đó nền tảng, chứ không phải là con gật đầu sớm quá là người ta sẽ đánh giá mình. Thì cô gái bắt đầu mới hệ thống hóa lại, mở cuốn lịch sổ tay ra, bắt đầu đếm ngày đầu tiên quen Phát. Chỉ tính những ngày mùng 8 tháng 3 mới được có 87 ngày à. Cho nên nếu ngày mà mai mà gật đầu thì theo kinh nghiệm cha nói là không có sai đâu, là nếu mà gật đầu với Phát á, là Phát sẽ đánh giá là cô gái này dễ dãi. Cô gái nó nghĩ như vậy thôi. Thế là sáng hôm sau, sau khi Phát tặng quà và tạo ra một bối cảnh khá là mùi mẫn, Phát mới nói một câu là em có thích tôi không. Thì cô gái nhớ lời cha dặn văng vẳng bên tai là lắc đầu cái một và làm sao ạ, chỉ nhận hoa rồi đi vào nhà thôi ạ nhá. Hôm nay đợi chờ đã 87 ngày rồi, quá lâu rồi, theo đuổi rồi đưa đón thì mà hôm nay hỏi có thích không mà cũng vẫn lắc đầu không đồng ý. Thế là Phát đòi lại quà và
từ đó cắt đứt cái mối quan hệ với cô gái này. À, thì nếu mà cái mối quan hệ này nó không thành á, thì cả cô gái và Phát cảm thấy rất là đáng tiếc. Cô gái thì nghe lời cha và từ 90 ngày trở lên. Còn Phát thì nhìn tín hiệu và kinh nghiệm của bản thân mình, cũng tham khảo ý kiến của Long và một số người là trên 80 ngày là được rồi. Vậy thì lỗi của hai người này là chỗ nào? Là hai người này đã làm gì ạ? Đã không tìm kiếm được cái khu vực Zopa của nhau. À, Zopa là khu nào? Khu vực phạm vi thỏa thuận có thể được diễn ra. Giá như Phát chờ đợi thêm 3 ngày nữa thì cô gái kia gật đầu cái rụp một cái, thì vừa được là một người yêu tuyệt vời như Phát, vừa được tiếng là nghe lời cha mình có giáo giáo này kia. À, đáng ra Phát kiên trì thêm 3 ngày nữa thì thành công. Cô gái đáng ra nghe lời cha nhưng mà tham khảo thêm ý kiến của mẹ mình nữa, thì bà mẹ có thể nói rằng từ 80 ngày trở lên là được cả, thì có thể là 87 ngày cô gái đã gật rồi. Có nghĩa là hai người này làm sao ạ? Đã tìm hiểu về nhau nhưng chúng ta chưa xác định được rõ ràng khu vực Zopa của nhau. Cho nên cái thời điểm hai người đưa ra cái quyết định là chưa có chuẩn. À, Phát có thể làm sao ạ? Phát có thể chờ đợi thêm 3 ngày nữa thì quá là thành công luôn. Cô gái này đáng ra tham khảo thêm ý kiến của mẹ để tìm hiểu khu vực Zopa của chàng trai trong giai đoạn này. Những người 20 tuổi, cái tuổi rất là khác với cả cha mình tư duy cách đây mấy chục năm. Cô gái hạ khu vực Zopa của mình là từ 80 ngày trở lên thì tuyệt vời biết mấy. Và đây là một cái đàm phán thất bại vì chúng ta đã không tìm hiểu kỹ Zopa của nhau. Chúng ta đi đàm phán ở doanh nghiệp có vậy không? Có. Chẳng hạn bạn đóng vai trò là một nhà phân phối đi ạ. Bạn muốn phân phối hàng vào Metro đi, và bạn đàm phán với người buyer ở Metro, thì khu vực thương lượng của bạn chính là cái khoảng giá mà bạn cần chiết khấu cho Metro là bao nhiêu là phù hợp. Nếu bạn đã tìm hiểu thông tin thì mức chiết khấu hàng tiêu dùng thông thường cho Metro là khoảng từ 28 đến 36. Thế thì khoảng 28 đến 36 là khoảng mà mình sẽ xác định thương lượng. Và trong cái khoảng đó mình sẽ đồng ý 28% với điều kiện nào, 30% với điều kiện nào, 38% với điều kiện nào. Có nghĩa là Metro họ có thể phát ra 38% mức chiết khấu, mình sẽ đồng ý với điều kiện 38, với điều kiện đi kèm là doanh số phải đạt 2 tỷ đồng một tháng. Còn trong trường hợp mình nói rằng tôi chỉ đồng ý 28% thôi, thì Metro nói rằng ok, 28% Metro cũng đồng ý, nhưng với điều kiện là một năm Metro chạy 4 chương trình nha, hỗ trợ khách hàng thì mình phải hỗ trợ hàng giá trị bao nhiêu. Rồi công ty của anh phải hỗ trợ cho tôi là 2PG, giới thiệu hàng cũng như là sắp xếp hàng lên quầy kệ. Vậy thì 28% Metro cũng có thể đồng ý, với điều kiện là cái nhà cung cấp đó phải có một số cái hỗ trợ gì đó cho Metro. 38% nhà phân phối cũng có thể đồng ý với Metro, với điều kiện Metro phải đồng ý một cái doanh số. Và khi đồng ý với doanh số có nghĩa là Metro phải tạo điều kiện cho hàng của mình lên cái quầy kệ mà có thể bán được dễ nhất. Ví dụ hàng của mình là hàng đồ ăn nhanh, thế thì phải vào cái khu vực nào mà người ta dễ mua nhất, có thể là gần khu vực tính tiền thì người ta mua thêm. Đó. Những vị trí trong cái len hàng chính mà người tiêu dùng họ thường đi trong siêu thị mà. Đó. Bạn thấy khu vực nào mà người tiêu dùng hay đi, hàng hóa mà để hai bên là bán rất là tốt. Còn mà cái hàng nào mà để trong hóc, trong xó hoặc để trên quá cao, quá tầm với của khách hàng á, thì chắc chắn là hàng ế rồi, khó bán. Đó. Chắc bây giờ 38% cũng đồng ý, nhưng Metro anh cam kết với tôi là 2 tỷ tháng không? Nếu anh cam kết 2 tỷ thì anh phải hỗ trợ quầy kệ như nào? Nhưng mà nhà phân phối nhất định là 28 thôi, không 38 được. Công ty tôi chỉ 28 thôi. Được thôi. Thì anh phải có chương trình hỗ trợ tôi như thế nào? Đó là BATNA. BATNA là từ viết tắt của The Best Alternative to Negotiate Agreement. Có nghĩa là những phương án đàm phán thay thế tối ưu. 28 cũng được, 36 cũng được, 38 cũng được. Hoặc sau này đi điêu lương đó. Thì các bạn phải xác định là doanh nghiệp này nó có thể trả lương của chúng ta từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Ví dụ chúng ta phải biết cái range của thị trường hiện nay là 15 triệu. Công ty này tài chính như vậy nó có khả năng trả chúng ta thấp hơn. Vậy là có thể là từ 10 đến 15 triệu chính là khu vực đàm phán của chúng ta. Vậy nếu chúng ta phát mức lương là 20 triệu thì chúng ta hiểu là sẽ không thành công đâu. Bởi công ty này nó không trả chúng ta đến 20 triệu đâu. Nhưng nếu mà chúng ta mà đưa ra cái mức là chỉ có 8 triệu thôi thì có thể cũng không thành công đâu, bởi vì công ty này nghi ngờ với cái mức lương thấp như vậy thì năng lực của mình như thế nào, nỗ lực của mình ra làm sao. Cho nên đi đàm phán lương là bạn cũng phải xác định được cái khu vực Zopa, tức là phạm vi thỏa thuận nhé. Ok, rồi đây là phần và trình bày của nhóm. Thành nghĩ là có rất nhiều cái nội dung hay. BATNA Zopa có thể là cái thuật ngữ mà chúng ta sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra cuối kỳ, và bài đó thì
sẽ tận dụng cái phần trình bày của nhóm Phát nữa nhé. Ok, nhóm trình bày có môn pháp nghiệp gì nữa không? 3 ngày nữa là có bồ à Phát? Dạ em muốn hỏi thầy một tí xíu là thầy nói là người thực tế thì người ta thường sử dụng đàm phán chia sẻ thầy. Ví dụ như khi mà mình bây giờ ví dụ như em ra em đi đàm phán cho công ty của em chẳng hạn, thì nếu như mà công ty của em quyết định là sử dụng chiến lược chia sẻ, nhưng mà trong khi cái người cái công ty mà em đàm phán thì là một công ty kiểu có mối quan hệ tốt, em muốn xây dựng mối quan hệ tốt với là công ty đó cho công ty của mình đó, thì khi mà mình sử dụng chiến lược chia sẻ thì liệu là nó có duy trì được mối quan hệ không thầy? Ý là mình có nên sử dụng cái chiến lược còn lại để duy trì cái mối quan hệ không? Lúc đó thì liệu là mình có bị lỗ quá thiệt về phần công ty mình không? Em ơi, thực ra là chia sẻ hay là phân hay là tích hợp á, thì nó cũng đều có những cái bước để em thăm dò đối tượng đàm phán với em như thế nào, mức độ họ cởi mở đến đâu, và tùy vào mức độ cởi mở của họ thì mình có thể đáp ứng. Chiến lược của mình là phải có gì ạ? Phải nó giúp ba và bát na đó, và trong cái giúp ba bát na đó mình có thể nghiêng về tích hợp cũng được nhá. Chẳng hạn như là mình có thể khiến cái bánh nó to lên, chẳng hạn như em là một cái đơn vị phân phối quần áo đi, và với Covid như này thì thị trường quần áo rất là khó bán, và giá mặt bằng thì em chỉ giảm được có 50% thôi à, cho nên mỗi tháng là em phải mất 50 triệu tiền chi phí cố định. Thì bây giờ em không đủ dòng tiền để lấy hàng nữa, đúng không? Thì nếu cái nhà bán hàng cho em họ cứ nhất định là họ phải làm sao ạ? Họ phải giao hàng cho em là họ lấy tiền liền. Vậy thì họ đang xác định là đàm phán gì ạ? Chia sẻ là chủ yếu đó. Nhá. Chia sẻ là gì? Có nghĩa là cái được của tôi ha, thì có thể là cái mất của anh. Nhưng nếu bây giờ mà tài chính của em không đủ, em có thể bị sập, tức là em có thể trả mặt bằng và em không mua hàng nữa, thì công ty này làm sao không bán được hàng thì cũng sập à. Cho nên hai bên nếu ngồi lại với nhau thì chúng ta phải có những cái thương lượng, và lúc đó hai bên bắt đầu cởi mở với nhau hơn. Những chính sách của mình hay những ảnh hưởng của thị trường đối với em, ví dụ Phát là nhà phân phối quần áo đi, bây giờ giá nguyên vật liệu như vậy, giá mặt bằng lên như vậy, điện nước như vậy, em có dám minh bạch với người ta rằng chi phí một tháng của em hiện nay là hết bao nhiêu không? Và nếu em minh bạch như vậy thì bài toán của em đưa lên là nếu anh chị vẫn tiếp tục yêu cầu tôi phải trả liền khi mà tôi mua hàng hóa thì chỉ có nước là tôi phá sản thôi. Bởi vì anh chị thấy đấy, hàng tháng tôi mất 40 triệu tiền mặt bằng này, 10 triệu tiền điện nước này, 20 triệu tiền nhân viên này, đó là chi phí cứng nhá. Nhưng mà tôi một tháng tôi chỉ bán được doanh số có 500 triệu à, và lợi nhuận thì một tháng tôi chỉ có được khoảng 70-80 triệu. Có nghĩa là kinh doanh cho anh chị là gần như tôi lỗ vốn. Vậy thì để tôi có thể giảm bớt lỗ và tôi có thể duy trì lấy hàng cho anh chị, thì bây giờ anh chị có thể cho tôi được những cái gì? Và khi mà anh chị cho tôi như vậy thì tôi duy trì được hoạt động kinh doanh, anh chị cũng duy trì được hoạt động sản xuất. Có nghĩa là chúng ta sẽ khiến cái bánh của hai bên nó bự ra đó. Đó. Và tùy vào mức độ cởi mở, cái mức độ người ta làm sao ạ, sẵn lòng chia sẻ với thông tin như thế nào để mình có thể chuyển hướng. Còn không thì chúng ta cứ cứng là bây giờ được thì thôi, hai bên cứng như vậy thì tất nhiên là gì ạ? Tất nhiên là kết cục cuối cùng là không thỏa mãn, là có thể là cả hai bên cùng đóng cửa nhá. Thì bây giờ nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái đối tượng mà em đàm phán. Người ta có coi em là một người tin cậy hay không để mà chia sẻ. Chia sẻ đến đâu? Thì cái người đi đàm phán chúng ta phải có đủ bản lĩnh cũng như đủ kinh nghiệm để phán quyết rằng họ đang coi mình là người như thế nào. Một cái bạn lâu dài hay là một cái deal nhất thời xong là bỏ luôn. Đó. Để mình xác định cái chiến lược phù hợp. Nhưng đàm phán là phải có, ha, phải xác định được job ba, phải có bát na. Sau này đi đàm phán tiền lương đấy các bạn. Làm thế nào để tích hợp, làm thế nào để phân bổ, là chúng ta phải có những bát na, có những phương án phù hợp. Ví dụ như người ta bảo là lương chỉ có 15 triệu nhưng mình muốn 20 triệu thì bây giờ được không? Được, với điều kiện là doanh số của mình cao gấp đôi. Đi win-win rồi. Cởi mở, em có mối quan hệ ABC này. Đúng không? Rồi công ty chuẩn bị có ngành hàng mới này. Cả hai bên đều có gì ạ? Đều có cởi mở thông tin với nhau. Cả hai bên cởi mở thông tin với nhau. Nhá. Yeah. Ok. Rồi các bạn còn câu hỏi nào không? Một lần nữa là cảm ơn nhóm trình bày hôm nay rất là rõ ràng. Cả 6 bạn đều nỗ lực tham gia bài trình bày của mình. Slide rất là đẹp mắt. Có một số hiệu ứng rất là hay. Rất thu hút. Nhóm này có 2 Thảo luôn hả? Dạ đúng rồi. Ok. Rồi. Phát có muốn hát một bài không Phát? Dạ thôi, nãy em hát rồi thầy. Ngại chơi.
Dạ, yeah, ok. Thôi, nếu không có câu hỏi nào thì chúng ta cảm ơn nhóm thuyết trình và tạm biệt các bạn ở đây. Buổi sau chúng ta sẽ học về một chương rất là thú vị liên quan đến truyền thông. Yeah. Và trong chương truyền thông đó, yeah, chúng ta sẽ thấy cuộc sống của chúng ta nó đơn giản thì cũng đơn giản, nó thú vị thì cũng vô cùng thú vị. Nhưng mà nếu hiểu về truyền thông, chúng ta sẽ có thể nâng cao cái hiệu quả của quá trình công việc của chúng ta, rồi mối quan hệ của chúng ta lên rất là nhiều. À, nhóm trình bày về truyền thông sẽ là một nhóm thầy tin là sẽ có nhiều điểm nhấn. Dạ, em chào thầy ạ. Dạ. Yeah.